view. Trời ơi. Trời ơi, không khí trong lành quá nè. Mát mẻ quá nè. Ôi trời ơi, có gì đâu mà ngắm. Muốn ngắm á, ngắm cái người kế bên bà, ngắm một bức tranh tuyệt tác chồng bà nè. Ủa chứ thấy ghê không? Gì vậy? Ông tự nhìn ông còn thấy ghê mà. Cái mặt của ông năm nào cũng như năm nào, nó cũ còn hơn cuộc đời tôi nữa. Không nha, không nha. Mấy năm trước là không có, năm nay mới có nha. Năm nay là mặt có nở hoa nha. Tôi hỏi ông nè. Cái gì? Con cá ông không đi xong đi con cua. Cái gì mà con cua? Nãy giờ nó đi ngang không mà tôi có tới đâu đâu. Con cá của người ta chứ con cua nào, phải không cá? Trời ơi, nó gật đầu kìa. Cái này là cái xe cá chép đời 2021, đời mới nhất tôi mới mua đó. Thôi ông đừng có tự quyển quạt. Đi, ta nói nó dằn ổ voi, ổ gà nãy giờ cả trăm lần. Ê nó nghe nè, khoan, không mấy mình tạm dừng một chút đi chứ tôi thấy cơ bộ hình như tôi không ổn lắm rồi nghe. Mình dừng xe, mình tắt máy nha. Rồi ông sẵn bị tiền rồi mình quăng cái mỏ neo xuống luôn cái đi cái đã. Nha. Quăng cái mỏ neo xuống. Lộn. Xem chút mất giờ rồi. Trời ơi, nhìn bà cái mỏ neo đâu. Để mỏ neo đây. Trời ơi, say sẩm quá rồi nè. Ông lo cái tay lái đi mà ông làm gì vậy? Thì nó tắt máy rồi, bây giờ quăng cái mỏ neo. Để neo giữ cái xe lại. Thiệt á. Ông bị gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Ông bị gì vậy? Ông đỡ. Cái gì? Mở ra. Quệ. Ông đỡ. Ông quen với con thằng tên Quệ xanh ơi. Trời ơi, tôi kêu Quệ ở đây là một cái cách tế nhị để mình phát ra cam thanh của cái sự mà cái sự gì? Cái sự ói đó nè. Sao ông muốn Quệ thì ông Quệ đi, mắt gì ông nhìn thẳng vô mặt tôi ông Quệ? Tại vì nhìn vô mặt bà tôi mới có cái động lực đến tôi Quệ được. Đúng không? Ý ông nói á, ông nhìn vô mặt bà là ông mắc ói đó. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cái nhà phải có nóng mà hai ông cứ trèo lên đầu tôi ngồi hoài à, làm sao mà cái nhà này mần ăn lên. Thôi được rồi, nói nghe, sao con cá nó không đi nữa vậy? Nói thì... không có cá thiệt hay sao vậy? Tôi kêu ông á đi một cái con cá chép thiệt là sang để cho người ta nhìn vô người ta trầm trồ gia đình mình. Không có, năm nay toàn là cá rẻ không, rộn lượng con cá rẻ tao nói rẻ con bà. Cá xấu quá. Đúng rồi nè, rối bời luôn. Trời ơi, hai ông bà đừng có than phiền nữa, đừng có nói tại sao cá rẻ thế này thế kia. Thông cảm đi, một năm trời nay ở dưới trần gian mọi người cũng thấy rồi đó, ba tánh người ta khổ biết là bao nhiêu cái khó khăn từ thiên tai rồi dịch bệnh như vậy đó, thì hỏi làm sao mà các gia đình bên dưới có đầy đủ điều kiện kinh tế để mà cúng cho mình những cái xe sang con cá xịn như mỗi năm là cúng cho mấy con cá chép đó mập. Ta nói trời đó, coi nó mập hơn ông nữa thì đó, nó mập gấp đôi gấp ba tôi luôn nghe. Mà năm nay không còn tiền cúng cá chép nữa, chỉ có thể cúng một con cá rẻ thôi. Thôi ráng đi, năm sau mà ăn khấm khá hơn mình đi cá chép xin rồi vậy. Thôi xin lỗi nha. Thôi giờ đi tiếp đi. Giờ dở cái neo lên đi. Đi tiếp. Rồi mình đề máy mình đi tiếp nè. Thiệt á, ổng có chút xíu mà cứ kêu ổng hoài nè. Thôi hai người làm lố lăng dễ sợ luôn vậy đó. Đề máy nè. Đề đi. Cái gì vậy? À, ê, gỡ cái bu ri nó ra coi chuỗi con sao. Trời ơi trời. Cá này nó không có bu ri, nó có hai cái trứng à. Quên, chứ con cá làm gì nó có bu ri. Chết rồi, bây giờ làm sao ta? Để ráng đề lại coi. Ê, không mấy bây giờ mình xuống mình đẩy cho nó nổ máy được không? Rồi, mình đẩy đi đâu? Mình xuống rồi mình xuống đất luôn hay sao? Để mày đi không à. Nhắc mới nhớ, chúng ta đang lưng lửng giữa 9 tầng mây. Nếu như cái xe nó chết máy luôn rồi làm sao? Vậy là gia đình mình kết thúc tại đây hả? Kết thúc á? Không đâu, mình phải tìm cách
Đến đi, đến đi. Thưa con, đúng còn rồi. Trẻ lắm, con chưa muốn chết. Cái mặt gì đó mà kêu con còn trẻ lắm. Trong cái gia đình mình mà có cái ông này ông lọt vô giống như là một đứa trẻ lạc lòi đó. Đúng vậy, nhiều khi tôi tưởng tượng như hai vợ chồng có đứa con. Cái bự. Thả miệng chưa? Ừ. Lo cái vụ cái xe đây nè. Không mấy mình gọi cứu hộ được không? À không được. Cứu hộ đâu? Bây giờ mình gọi cứu hộ Trần Giang thì làm sao người ta có thể lên tới 9 tầng mây này mà cứu mình được? Suy nghĩ. Phù hộ cho gia đình táo tụi con đi đến nơi về đến chốn bình an trên không lộ đi. Gọi cho Ngọc Hoàng đi. Gọi điện thoại. Để báo tình hình cho Ngọc Hoàng biết. Gọi điện thoại đi. Bây giờ bình tĩnh. Bây giờ ngồi yên chỗ, bình tĩnh. Trong hoàn cảnh nào mình cũng phải bình tĩnh. Đang rất bình tĩnh, đang rất bình tĩnh. Có gì đâu mà la lối. Đang rất bình tĩnh, đang rất bình tĩnh. Đang rất bình tĩnh. À, chết rồi. Không có sống. Không có sống bây giờ làm sao bây giờ đi làm sao? Nè. Bây giờ làm sao? Bây giờ quay clip rồi. Quay clip được không? Quay clip. Phải lựa cái app nào mà mình quay lên mặt đẹp như tranh nha. Đúng rồi. Ê, quay clip để lên đi. Đây đây. Rồi. Trời ơi. Con Hoàng ơi, con sợ quá con Hoàng ơi. Quay clip mà phải tươi lên, phải tươi lên. Con Hoàng ơi, con sợ quá. Sợ quá trời luôn. Ê, mắc kẹt giữa trời này chắc sắp chết cái nơi rồi. Cứu từ con. Dạ, Ngọc Hoàng làm ơn cho thiên binh thiên tướng. Đứng cho đây giải cứu cho gia đình nhà táo em. Đứng dài. Đứng dài Ngọc Hoàng sợ quá. Quá đẹp luôn đẹp nha. Quá đẹp luôn. Trời ơi, cái clip kêu cứu mà đẹp như tranh. Ờ. Gửi đi. Gửi lên. Gửi cho cái gì đó, cho cái tiên nữ gì đó. Gửi rồi. Bây giờ mình có đây mình chờ tôi đúng không? Mình ở đây mình chờ. Ê. Trời ơi, sao nó rung lắc quá vậy? Sợ quá. Mình tụ lại. Ê, đáng báo đâu. Thật không ngờ Grab đã lên tới Thiên Đình rồi. Dạ, thân thiết cảm ơn Vũ Sư. Nhờ có Vũ Sư mà Vũ Sư đã dàn dựng nè, đã chỉ dạy cho tất cả các nàng tiên, tạo nên một tiết mục rất là thành công của ta. Không có gì đâu, đây chỉ mới là khởi động thôi. Lát nữa đây ta sẽ biểu diễn cho các nàng xem một kỹ thuật rất là lát mắt luôn. Hãy xem ta đây. Thôi, nhảy như vậy mà cũng nhảy. Xem ta đây. Trời ơi. Giống cá ngựa quá vậy nè. Thấy ta hay chưa? Vỗ tay. Cảm ơn các tiên nữ. Bà nữ, hồi nãy bà hát cái gì vậy? Nghe cái gì mà cà giật? Hồi nãy ta vừa hát rốt. Rốt. What the rốt? A b a r a p rap sắc rốt. Wow, vỗ tay. Trời ơi, cái đó là rap. Là rap hả? Rap, không phải rốt. Do ta quen nói giọng quê hương thôi. Thôi được rồi. Bây giờ ta vào trong, ta sẽ chuẩn bị đây. Lát nữa đây ta sẽ cho các nàng biết thế nào là lễ hội. Đó. Lễ độ. Vào trong các em. Được rồi, ta chờ đó. Vũ Sư. Nàng à, nàng không có cập nhật xu hướng gì hết. Ở dưới Trần Gian ý, rap rất là hợp tình, hợp lý, hợp thời, hợp cảnh nè. Còn hợp người nữa, cho nên là ai cũng rap hết trơn á. Nè chị nữ, tôi á là tôi biết cái điều đó. Nhưng một vấn đề đây tôi muốn nhắc nhở và chỉnh đốn chị lại một lần nữa. Đó là đừng bao giờ kêu tôi là nàng. Tôi có tên tuổi đàng hoàng. Họ tên nàng là gì? Tôi họ Hằng, tên là Nga. Hãy gọi là Hằng Nga. Nàng ơi, nàng mới chỉ là Hằng Nga tập sự, đâu có phải là Hằng Nga chính thức. Cái bà Hằng Nga chính thức đó, bà già rồi, hết thời rồi. Cái quỹ thời gian sống của bà nó còn có một khúc như vậy nè. Thì cái chuyện mà ta lên làm Hằng Nga chính thức á là cái chuyện trong nay mai thôi. Dạ, dạ. Dạ. Chào tiên nữ. Dạ.
chào Hằng nha. Ta vừa nghe nói hình như có ai ở đây nói xấu ta đúng không tiên nữ? Dạ thật ra thần cũng không biết gì đâu ạ. Nhưng mà hình như có người trốn trong cây đào. À, có người trốn bên cây đào. Sẵn đây Mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai cào mặt chưa? Mận hỏi thì đào xin thưa, bị cào thì né nên chưa ai cào. À. Mùi mùi. Tỉ tỉ. Mùi mùi. Tỉ tỉ. Mùi mùi. Trời ơi, tỉ mùi của chúng ta thân thiết thật. Giả trân. Hả? À, tiên nữ em vừa nói gì? Nó nói mình giả trân đó chị. À ha, sẵn đây ta muốn nói cho các muội biết, ta mới chính là Hằng Nga thật, còn đây chỉ là Hằng Nga pha ke mà thôi. Hả hả? Cái gì? Ta nói muội đó, muội chỉ là Hằng Nga pha ke mà thôi. What the pha ke? Pha ke là có nghĩa hàng giả, hàng nhái, hàng không chính hãng. Còn ta mới chính là hàng thật, hàng real, hàng authentic. Ta chính là Hằng Nga Thiên Đình. Người ta có câu là gừng càng già càng chết. Hả? Gừng càng già càng chết. Câu chính xác của nó là gừng càng già càng cay. Cay, ăn cay quá là chết. Cho nên mình suy ra được là gừng càng già càng cay càng chết. Ta nói cho các em biết, ở đây không chỉ một mình ta già đâu, mà còn có người già hơn ta nữa. Ai? Tỷ nói là ở đây ai già hơn tỷ? Các khanh nói ai già vậy? Cung thỉnh thiên hậu. Ta miễn lễ. Các khanh đang nói ai già vậy? Thiên hậu ơi, Hằng Nga tuổi thân lắm. Hằng Nga tập sự suốt ngày ăn hiếp thần thiếp, nói là thần thiếp già, thần thiếp không sống được bao lâu nữa. Phải vậy không Hằng Nga tập sự? Dạ phải. Phải ở đây là phải cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cái miệng không dành lương lẹo thấy ghê. Thiên hậu, thiên hậu. Thôi, đủ rồi. Ta hỏi vậy thôi, chứ ta biết hết trơn rồi. Còn Hằng Nga tập sự. Dạ. Nàng cũng quá quắt lắm. Ta đã dặn dò rất kỹ rồi. Theo tập sự với Hằng Nga, ta phải biết cư xử, lễ độ, trân trọng. Dạ. Hằng Nga. À, dạ. Em đã biết lỗi rồi. Dạ. Ghim gút để đó nha. Dạy dỗ em từ từ nha. Dạ thần thiếp nhớ rồi, thần thiếp sẽ ghim gút để đó và dạy dỗ từ từ. Đúng là mẹ thiên hạ. Đứng lại, chuột canh ti đứng đó, lại. Đó, cháu biết được em. Đó, 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 đó. Chuột canh ti lại cho ta. Chuột canh ti đứng lại. Trời ơi, tôi già, tôi chạy theo ông kìa. Bác ơi, giùm tôi. Bác tổ. Bác tổ, có thiên hậu ở đây, các ngươi làm gì vậy? Chuột chít. Bắt con canh ti đi, đừng để corona lộng hành. Chút chít. Ốm sượt. Các canh làm cho ta rối, ta bị liệu luôn nè, thấy chưa? Ủa thiên hậu mà ta tưởng đâu là cái con chuột. Đúng vậy không à? Thiên Lôi, cho đòi Thiên Lôi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thần là Thiên Lôi, biệt danh là Lôi Ly Lắc. Xin tham kiến thiên hậu. Thiên Lôi. Dạ. Ta ra lệnh cho ngươi qua xử trí cái vụ gây rối của Nam Tào Bắt Đẩu. Dạ tuân lệnh thiên hậu. Ủa gì kỳ dạ, vậy? Dạ. Cặp đôi đào tẩu đâu? Gì vậy? Quay đi anh sợ mình cặp đôi đào tẩu. À không, ta lộn. Cặp đôi Nam Tào Bắt Đẩu đâu? Đây. Hai ông làm cái gì? Làm phật lòng thiên hạ. Hả? Thiên hạ nào? À không, thiên hậu. Trời đất ơi thiên hậu à. Lôi lộn lời này, ông có xử được không vậy? Lôi lý lắc chứ không phải là lộn lời. Dạ bẩm thiên hậu, dạ bẩm ông Lôi lủng lẳng. Lắc chỗ nào? Chỗ nào lủng lẳng đâu? Hai cùng phải lủng lẳng kìa. Lý lắc.
À, Lôi Lý Lát. Dạ, tại vì con chuột canh tí này nó chạy khắp nơi, thần đã bắt nó, thần giam nó trong một cái lò linh đơn cũ, cách ly nó rồi mà không biết sao mà nó vuốt ra, nó chạy mất tiêu. Bây giờ phải bắt nó lại, chúng tôi là cả thiên đình này mà ta. Đúng rồi Thiên Hậu, phải bắt nó nhanh chóng lại đi, tại vì nó là tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 F1 đó. Cái bệnh nhân Covid đó lại trong cái quán bar đó. Ủa mà nó là con chuột mà nó vô quán bar làm cái gì? Chắc đi làm thêm á. Có nghĩa là con chuột canh tí nó là F1 của Corona 19 đúng không? Chính xác. Đó rồi. Dạ bấm Thiên Hậu, Tết năm nay Thiên Lôi ta sẽ đãi thiên đình một món mới. Món gì? Món gì? Chuột xào xá ớt. Mày đứng lại chưa? Thiên Lôi đâu rồi? Chuột đâu rồi? Đứng lại. Thôi mệt quá đi bộ luôn đi. Cái gì mà bị bắt hả mày? Cặp đôi đào tẩu đập nang nó đi cách ly rồi. Ôi mừng quá. Thôi Thiên Hậu. Sao vậy? Nàng đừng nói là nàng bị dính corona rồi nha. Đi cách ly, đi cách ly gấp. À không phải đâu. Kìa Thiên Lôi, Thiên Hậu. Chẳng qua là đêm qua Hằng Nga phải tập chương trình cho thiên đình chúng ta, tập tới sáng rồi nên cảm mạo tí xíu thôi, chứ Hằng Nga không có bị corona. Hằng Nga, tỷ cứ chuyên tâm vô cách ly đi, mọi chuyện còn lại để em lo. Đúng vậy. Thiên Hậu, Thiên Lôi, Tiên Nữ, hãy nhìn xem chiếc khẩu trang này sẽ giúp ta bảo vệ ra khỏi virus corona. Bao nhiêu trai ở dưới trần gian đều ta hốt hết lại. Ta gắn vào trong này, làm nên chiếc khẩu trang này đeo vào sẽ thấy sự sang trọng, đẳng cấp. Ủa tiên nữ à, nàng nghĩ chỉ mình nàng thôi sao? Còn có ta nữa. Đây khẩu trang bên kia là ngọc trai, còn khẩu trang của Hằng Nga là kim sa mắt gà, điểm thêm hai cái bông mai nhìn xuân hẳn tết tới. Khẩu trang của mọi người nhìn thật là đẹp. Em cảm thấy mình thật là thua thiệt. Nàng buông rèm nhíp chính hả? Khẩu trang á thì phải có thêm dây lồng thòng, nó đưa như hoa cỏ mùa xuân vậy đó. Dạ, với cái kiểu chơi trội chơi nổi thì ai chơi lại em. Ở đâu mà các Khanh có mấy cái khẩu trang này vậy? Nói chung là các nàng phiền quá à. Nó không có tiết kiệm, nó không có hiệu quả gì hết. À, như thần nè Thiên Hậu, thấy không? Khẩu trang y tế ở 35.000 hộp mình xài tới thôi. Trời ơi, đơn giản. Nhưng mà Thiên Hậu ơi, Thiên Hậu yên tâm. Tại vì hôm qua thần thiếp cảm thấy mình bị bệnh như vậy và đã đi kiểm tra thì thần thiếp không bị gì cả, chỉ bị cảm mạo mà thôi. Dạ, bị cảm mạo thôi hả? Vậy thôi mình gỡ ra đi ha. Nhưng mà Thiên Hậu ơi, nhờ cảm mạo như vậy thì thần thiếp mới biết tấm lòng của chị em là như thế nào. Không phải đâu, cái này là học theo ở trần gian thôi. Thiên Hậu biết không, ở trần gian khi mà dịch bùng phát á thì khẩu trang lên giá, người ta bán mắc lắm, có nhiều người không mua được là do cháy hàng nữa, cho nên á là mọi người mới sáng tạo ra những cái khẩu trang cho riêng mình. Ta cũng muốn có một cái. Vậy Thiên Hậu muốn loại nào? Muốn loại đu đưa, muốn loại sành điệu hay muốn loại nhiều trai? Hãy lấy của thần xài nè Thiên Hậu. Ghê quá ông ơi. Không có cần thiết, ta chỉ cần một cái đơn giản thôi. Chỉ có thể là mình bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là cộng đồng là được rồi. À không không không, thần thiếp nghĩ là với đẳng cấp như Thiên Hậu là phải xài một cái khẩu trang bằng vàng khối. Ta chỉ cần một chiếc khẩu trang với đúng cái chức năng của nó là được rồi. Để bảo vệ bản thân mình cũng như cộng đồng, cũng giống như là của Nam Tào Bắc Đẩu hay là của Thiên Lôi vậy là được rồi. Ôi là chỉ đơn giản vậy thôi hả? Đơn giản thôi. Thần thiếp sẽ tặng cho Thiên Hậu một chiếc khẩu trang vô hình. Dạ. Wow. Đẹp quá. Ta có đẹp thấy chưa? Gì đâu. Bởi vì nó vô hình mà Thiên Hậu. Cho ta mượn được không? Đây đây. Trời ơi Thiên Hậu ơi, coi cái khẩu trang vô hình nó đẹp chưa nè. Đẹp. Ôi trời à. Có theo tên của Thiên Hậu nữa nè. Wow. Đúng rồi. Ôi, cho ta coi với. Nguyễn Văn Hậu. À này cầu thủ Nguyễn Thị Hậu. Đây. Cho em mượn. Đây. Trời ơi coi kìa, cái đường mai nó tinh tế chưa kìa. Rồi cuối cùng là ta lấy cái nào đây? Cái này là khẩu trang 4 lớp, đây 4 lớp. Dạ đây. Dạ đây thưa Thiên Hậu. Đây hả? Dạ. Đúng là nó trong suốt ha. Dạ. Nhìn như không thấy gì, nhưng mà chắc đeo vào chỉ có người đeo mới có cảm giác thôi phải không? Dạ. Đúng rồi Thiên Hậu. Ta đeo vào nha. Dạ. Wow. Các bạn có thấy gì không? Đẹp. Đẹp quá.
Thiên hậu đeo vào như là hổng đeo vậy đó. Trời ơi, đeo cái khẩu trang vô hình này vào, thần vẫn thấy được một rùi duyên của thiên hậu luôn đó. Đúng rồi. Không, thần nói vui thôi, không vui thôi, bỏ qua thiên hậu đừng buồn. Dạ, mong thiên hậu bỏ lỗi cho. Trong lòng ta vẫn còn một mối lo. Chuyện gì vậy thiên hậu? Tại vì con chuột đó, nó đã lên tận đây rồi. Vậy bây giờ thì cái buổi họp cuối năm của thiên đình bây giờ phải làm như thế nào đây? Chết không? Thôi, hủy đi thiên hậu. Đặt bậy, không có được. Hay là mình dời? Không có được luôn. Chuyện năm nay mình phải báo cáo trong năm nay chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Chuyện gì ra chuyện đó làm sao mà dời, làm sao mà hủy được. Bây giờ sao đây? À, thiên hậu. Hả? Hằng Nga đã có cách rồi nên thiên hậu đừng lo. Nàng có cách rồi hả? Dạ. Cách gì? Cách đó chính là lập nhóm họp online. Xin lỗi chị. Em ghét ta lắm hả Pha Kè? Có, xin lỗi chị, em đang dò sóng. Đang họp nha, đang căng thẳng nha. Em biết rồi, em đang dò đấy kìa. Để vô. Lên. Ai vô, cái gì vô? Vô. Cái gì em, vô? Em đang kêu mọi người vô á. Gọi. Rồi. Thiên hậu sắp kinh nói. Dạ, thiên hậu đang vô. Dạ, cung thỉnh thiên hậu. Ta, thiên hậu, ta đã online rồi đây. Thiên hậu nhanh nhẹn, đi họp đúng giờ. À, dạ, đúng rồi. Dạ, kêu mấy người khác vô nhanh. Cung thỉnh Ngọc Hoàng. Ta đã sẵn sàng. Dạ, công nhận Ngọc Hoàng với thiên hậu nhanh nhẹn thiệt á. Giống như là ham chơi hay sao. Hằng Nga. Dạ, thần xin lỗi. Dạ, thiên hậu đợi xíu à. Hằng Nga đang mời anh Nam Tào bắt đầu rồi. Mọi người còn lại vô à. Nhanh, Pha Kê. Em đang nè. Rồi, Nam Tào bắt đầu kết nối. Bắt đầu có mặt. Dạ, Nam Tào có mặt. Ủa, ông Nam Tào bị gì sao? Giờ thấy có cái nửa cái đầu không vậy? Tại ông bắt đầu tướng, ông hơi bị tràn HD á. Thôi đi, ông xạo quá. Bắt đầu có mặt mà Nam Tào có nửa mặt coi sao được. Vô. Đúng rồi. Đó. Chen hoài. Thôi giờ đủ rồi, họp đi. Ủa, còn thiếu mà. Quên, còn ông Lôi nữa. Kìa, ông Lôi vô nhanh lên. Sao lên? Ông Lôi nè, ông Lôi thôi vậy ta. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng thiên hậu, mình đợi thêm một tí xíu nữa à. Rồi, có rồi, Thiên Lôi đang kết nối. Chào Thiên Lôi. Đây nè, cái gì mà giật ngược giật xuôi vậy hai bà? Nè, có thiên hậu với lại Ngọc Hoàng trong đây á. Ủa vậy hả? Dạ thần không biết, dạ thần Thiên Lôi xin tham kiến Ngọc Hoàng và thiên hậu. Ê trời ơi, có Nam Tào bắt đầu nữa kìa. Xin chào. Thả tim. Thả tim. Vậy tôi cũng thả luôn. Thôi. Trời ơi, ngưng hả? Hằng Nga. Dạ. Nàng xem sao mà cái đường truyền của Thiên Lôi bị cái gì kìa. Dạ. Chị chị Lôi, ông Lôi lại coi. Trời ơi, mấy người thả tim liếc Nam Tào bắt đầu với lại Pha Kê đừng có thả tim nữa. Nó bị đường truyền, nó bị rồi đây nè. Thôi, cái gì vậy, đừng có thả tim nữa, nó bị lắc đó. Đúng vậy rồi. Thả vẫn nổ. Đã đừng có thả. Lôi. Dạ rồi. Trời ơi. Bây giờ xin mời Ngọc Hoàng ạ. Được, các chư tiên thân mến. Dạ. Năm nay đại dịch vẫn còn khó kiểm soát. Dạ. Để an toàn cho ta, cho thiên hậu và cho các chư tiên cũng như những người trần gian, nên thiên hậu đề nghị cho ta cuộc họp online này đó. Chà, hay quá. Thần thiếp cũng hiểu ý của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng biết không, bây giờ là thiên tai dịch bệnh tùm lum hết, cho nên là bây giờ an toàn là trên hết Ngọc Hoàng à. Cho nên mình họp online sẽ tốt hơn nhiều. Dạ, nhắc tới thần tức á. Trời ơi, thần mà biết cái con virus gì corona đó đâu á. Thần cầm búa, thần đập cho nó chết. Nói ông Lôi Lý Lắc nghe nè, cái con virus đó mà ông chém nó một cái mà nó chết được á, thì dân tình nó có khổ cả năm trời mà tới giờ vẫn chưa yên đâu. Đúng rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tình hình bây giờ ở dưới đó, số ca nhiễm tăng vô số kể luôn đó Ngọc Hoàng. Dạ, kinh khủng vậy sao? Dạ, mà để an toàn đó thì phải giữ đúng nghiêm ngặt 5K thưa Ngọc Hoàng. 5K là cái gì? Dạ, K1 á là khẩu trang, K2 á là khử khuẩn, K3 là khoảng cách, K4 là không tụ tập, K5 là khai báo y tế, và đặc biệt là bớt đi karaoke. Khoan xí nha. À hả? Cái bớt đi karaoke đó là ông tự chế đúng không? Tôi tự thêm á, tại tôi thấy đi karaoke nó cũng văng ra vậy. Trời ơi, cũng hợp lý á. Thì karaoke nó nằm trong cái không tụ tập rồi. Được.
Dạ đúng rồi Ngọc Hoàng. Không hiểu làm sao nha, mới vừa ăn Tết canh tí xong mà dịch ập tới liền. Dạ. Bây giờ cả thế giới đang chống chọi mệt mỏi lắm đó Ngọc Hoàng. Vậy thì tình hình nghiên cứu vaccine ở tại Việt Nam đã phát triển ra sao? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tình hình nghiên cứu thử nghiệm vaccine nó cũng khả quan. Nhưng mà bây giờ còn thiếu, nếu mà cứ bằng trên diện rộng á là vẫn phải chờ từ bên ngoài nhập về thưa Ngọc Hoàng. Ủa, nhưng mà các táo đâu Hằng Nga? Hả? Hằng Nga. Dạ. Cho đòi các táo online lắm. Dạ. Trời ơi, hôm qua chị đã nhắn cho mấy táo rồi mà sao giờ này chưa có mặt nữa. Ơi, làm không được từ chức đi trời. Bây giờ nếu mà mình không liên lạc được với nhà táo như vậy thì có khi nào, trời ơi, gia đình nhà táo đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trời ơi. Trời đất ơi. Chị hả? Chị nghĩ sao vậy hả? Chị không có được nói như vậy, nói như vậy là nói xui nói gở. Mình đừng có suy nghĩ như vậy. Đúng rồi, bà nói cái, đi. Cái vấn đề mà mình không liên lạc được như vậy á là chỉ có thể là nhà táo gặp một tai nạn thảm khốc. Trời ơi. Cái miệng mà xui xẻo quá bà, thật sự không? Gì vậy? Cái miệng mà đúng nghiệp luôn á. Tôi nghĩ chỉ đơn giản á. Ông nghĩ sao? Là coi như là gia đình nhà táo đó đi ra đường chơi rồi bị bắt cóc tống tiền rồi thôi à. Trời ơi. Ủa, gì ghê vậy? Ông nói bậy bạ quá. Tôi nghĩ đơn giản hơn. Thật sự bây giờ cuối năm là thiếu nợ dữ lắm. Chắc trốn nợ thôi. Trời ơi, mấy ông mấy bà nói chuyện mình lạc quan hơn xíu được không? Tết nhất tới nơi rồi. Đúng rồi, mình phải tích cực lên hả anh Lôi? Tôi nghĩ là gia đình nhà táo có hiềm khích gì đó với ai đó ngoài đó. Rồi bị giết, rồi bỏ vali, phi tan rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời, vậy là lớn chuyện rồi. Cái gì mà lớn như vậy chị? Tại sao chúng ta không loại trừ khả năng là cả gia đình nhà táo đã bị nhiễm Covid? Hả? Ừ, hé, đúng rồi. Sợ quá. Ủa rồi, giờ sao mà quay lại? Trời ơi. Nãy giờ các anh phỏng đoán đưa ra các khả năng, ta thấy khả năng nào cũng thiệt là đáng sợ. Thiên Hậu nói đúng đó. Các ngươi, Hằng Nga, thì có liên lạc nhanh lên. Dạ. Ngọc Hoàng yên tâm, Hằng Nga rất là kỹ lưỡng, sẽ không bỏ sót bất cứ một tin nhắn nào. Trừ tin nhắn Táo Hồng mới nhắn lúc nãy. Trời ơi. Trợ lý của ta mà tắc trách như vậy à? Trời đất ơi, bây giờ sao gặp các táo đây? Nếu như vậy, chúng ta là phải một năm nữa di hành xuống trần gian thôi. Dạ bẩm. Gì vậy? Gì vậy? Táo Hồng không có gửi tin nhắn mà là một video. Gửi vô group liền đi. Táo Hồng sẽ chuyển tiếp vô group cho mọi người. Share link. Dạ. Bây giờ phải cút. Ủa, gì vậy? Ngọc Hoàng đâu rồi? Ngọc Hoàng đâu mất rồi hả? Bây giờ làm sao Thiên Hậu? Thiên Lôi. Dạ thần nghe. Ngươi chạy qua đó cho em coi. Dạ thần đi liền. Chết rồi. Bây giờ sao đây? Thiên Lôi ơi, có tin chưa Thiên Lôi? Nguy rồi Thiên Hậu ơi. Thiên Lôi vậy? Thần túa ra đi tìm, vẫn không thấy tông tích của Ngọc Hoàng và Nam Tạo Bắt Đầu đâu hết. Hả? Vậy bây giờ phải làm sao đây hả Thiên Hậu? Làm sao đây Thiên Hậu? Bây giờ chúng ta phải đi tìm Ngọc Hoàng. Không lẽ Trời ơi. Sai sống quá Ngọc Hoàng ơi. Các anh. Dạ. Nam Tào Bắt Đầu. Đi Ngọc Hoàng đi. Khoan đã. Dạ sao vậy? Ăn mặc như vậy xuống trần gian, người ta tưởng mình gánh hát đó. Ha. Trời ơi, mình ăn mặc vậy bước ra ta tưởng mình Táo Xuân 2021 á. Sao bây giờ? Ngọc Hoàng, bây giờ mình phải biến hình đi Ngọc Hoàng. 2, 3. Ủa? Mình chạy vậy trời. Quên nữa Ngọc Hoàng ơi, mình đi gấp gáp như vậy mình không báo tin cho trên thiên đình biết, rồi tự nhiên Ngọc Hoàng lôi hai thần bay theo luôn. Ở trên không gọi cho mình được, thần sợ là Thiên Hậu kiếm Ngọc Hoàng không được đó. Dạ. Ta biết rồi, ngươi đừng có làm rối thêm nữa được không vậy? Ta đang nóng ruột hết sức luôn. Tình hình bệnh dịch với trần gian muốn khảo sát ra sao đó, cho nên mới đi nhanh như vậy. Dạ. Không sao đâu. Thần đưa điện thoại dùng tạm rồi, xóa mạng thiên đình, cài mạng trần gian, xài con ngơ. Đúng. Được không? Được. Đây, Ngọc Hoàng có điện thoại trả phá luôn. Hả? Bây giờ là cài cái sim của trần gian vô rồi. Đi tìm nhanh liền đi. Bây giờ mình bấm vô cái map để nó dò đường. Chỉ đường đi coi map. Đi thẳng 50 mét đến cuối con hẻm cụt thì băng qua và đi tiếp. Ủa, một người, một khỉ hay gì leo? Hẻm cột nguyên bức tường bây giờ làm sao leo? Nói thật với Ngọc Hoàng, nhiều khi hiện đại nó cũng bại hoại dữ lắm. Không phải giỡn đâu, mình xài theo cách cổ truyền mình đi. Cổ truyền là sao? Là... Ta biết rồi. Là triệu hồi thổ địa đó mà. Trời ơi, vậy đúng mà nãy giờ thiện đi, ta đồng ý. Thổ địa đâu? Mau xuất hiện. Thổ địa. Ông đi chơi rồi hay sao đó?
Quên. Thổ địa đâu? Dặm nữa. Thổ địa. Phải đầy đủ bài bản mới ra. Dặm phải theo trend. Dặm theo trend. Trend là cái gì? Không quen. Đang nấu chè chuối chân tự kêu cái ta làm đổ nồi chè luôn rồi. Ai vậy? Khoan gì? Đây bên đây. Đâu? Đây. Thổ địa. Giấy. 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 Không phải là mơ. Như vậy là à đây. Năm quay. Vậy đi cha. Dạ không biết là Ngọc Hoàng ngày hôm nay dời thân Ngọc dọc cái thân ngà đến đây để có chuyện gì à? Ta đi xuống đây gấp là đang tìm gia đình nhà Táo. Không biết là Táo Mỹ hay Táo New Zealand. Trời ơi, Táo Quân á. Ủa Táo Quân hả? Ừ. Được rồi, dùng đất này là của thổ địa. Bây giờ thần sẽ dùng phép thần thông của mình để đưa ba người lên cánh tay này. Chúng ta cùng nhau đi tìm bà Táo Hồ. Không được. Định bay rồi nhưng mà giật lò xo ve lại. Tại vì thần nhớ có một chuyện mà thần chưa làm, cho nên không thể nào mà đi kiếm ba Táo được. Chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện của ta nữa? Nhanh đi. Dạ, chuyện đó là như vậy. Hồ Biên. Wow. Mọi người chờ rồi. Em xíu nha. Phép thuật cao minh ha. Hoàng coi. Hello, telechim mọi người ơi, telechim mọi người ơi. Giờ bán hàng nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, gió đưa cành trúc la đà, con trai buôn bán thật thà dễ thương. Mọi người ơi. Xài kem ta sẽ xài kem, giúp cho da trắng hồng hào mà dễ thương. Kem này trị nám phục hồi da, kem đây trị mụn trắng da tức thời. Quận 1 chốt đơn nè, quận 2 chốt đơn, quận 3 chốt đơn nè, quận 4 chốt đơn, Bình Dương chốt đơn, Cà Mau chốt đơn, Bình Dương chốt đơn. Wow, nhiều người chốt đơn quá. Thôi, ngươi, chuyện này chuyện quan trọng đây hả? Tình hình dịch bệnh đang như vậy mà ngươi có thể nào nhẫn tâm mà giới thiệu kem? Dạ. Còn bao nhiêu nông dân bà con khổ cực nữa. Nè, người ta nông sản không có bán được. Đúng. Cho nên bị tồn ứ nông sản. Giúp là phải giúp rồi. Cho bà con kìa. Rau củ người ta chất đóng bán không được kìa. Dạ, bây giờ giúp đỡ bà con. Giúp đỡ nha. Bà con đi. Dạ. 1, 2, 3. Mọi người ơi, ma trồng toàn những cây dễ thương, nào là rau, là hoa, là lúa, còn ba trồng toàn cây dễ sợ, cây xù xì, cây lại có gai vô. Cây gai bưởi đục nhầm là chảy mau, trái sầu riêng đất trung thì đậu u, nhựa hồn đều dính vào là rách áo. Cây dừa cao, eo ơi, ôi là cao. Quá trời luôn bà con ơi. Trời ơi, comment, anh ơi, mình có bán trái gì vậy anh? Trái gì trên thế gian này đều bán được hết. Lấy em 2kg trái tánh trái nết đi. Con bé này không có duyên để cái hình con cá hô lễ nghi rồi. Trời đất ơi, cá hô này. Cái cây nó comment mới kìa. Đâu vậy? Anh ơi, anh có bán quả gì vậy anh? Quả gì cũng có bán hết. Có bán quả nhãn không anh? Nhãn rất là nhiều, nhãn cơm dày, nhãn xuồng, nhãn cái mơn, nhãn hột tiêu. Nhãn gì cũng có, không biết mình ăn nhãn gì à. Quả báo nhãn tiền đó anh. Con này để hình con heo lễ ghét rồi. Lắm heo lễ ghét này. Ăn tiếp đi à. Nó nghe nè, mấy cái rau củ bánh trái anh bán đó, mình ăn bằng cách gì vậy anh? Ăn gì cũng được, ăn sống cũng được, ăn nướng cũng được, ăn luộc cũng được, ăn gì cũng được nè. Ta muốn ăn năn. Ăn năn rồi, cái việc đó chưa quan trọng bằng việc này nữa. Sâm Ngọc Linh Con Tum Ca Nam. Sâm này tốt không? Cực kỳ tốt luôn. Hiện tại sâm chúng em đang có 3 loại. Một là dịch chiếc sâm Ngọc Linh. Loại thứ hai là gì? Trà sâm Ngọc Linh. Loại thứ ba? Thứ ba là đặc biệt sâm Ngọc Linh ngâm mật ong. Có sâm chân mài không anh? Anh đi xa lắm rồi đó. Chúng tôi đang cần làm cái gì biết không vậy? Dạ nói chung là cái phần đó vui vẻ thôi. Thật sự mục đích mình giúp cho bà con, nhưng mà cũng thử coi có ai biết là Táo ở đâu không. Ê, sẵn đông người coi nè, hỏi có ai thấy Táo mình đâu. Đúng không vậy? Mọi người ơi, có ai thấy ba vị Táo đâu không? Có người comment rồi nè. Hiện tại ba ông Táo đang ở bờ là Bình Vương. Mình đến Thủ Dầu Một, Bình Vương mình kiếm đi. Ôi, không có đi học không vậy? Bình Dương chứ mình là Bình Vương. Vậy hả? BV có nghĩa là bệnh viện. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng tới bệnh viện.
ơi. Trời ơi. Hổ Địa. Dạ. Mình đang đi kiếm bệnh viện mà người đi đâu vậy? Thì đó, mình đã đến BV rồi nè. Mày, cái này là CC. CC là gì? Chung cư. Không phải đó. Bệnh viện rồi đó. Thôi mệt quá đi, coi cái bảng đọc cái gì vậy? Dạ, bán đất nền liên hệ. Đâu? Người thật sự quá quắc luôn á. Tiện vô mấy cái chỗ này làm cái gì, khu cách ly mà. Các Khanh, đằng nào cũng đã tới đây rồi, mình cũng muốn khảo sát chung cư này là điểm nóng. Này, các người bên kia làm gì đây? Dạ, tới khảo sát. Khảo sát cái gì mà khảo sát? Ở trong chung cư này đang có người nhiễm bệnh đây. Đeo khẩu trang vào. Ồ. Đeo khẩu trang vào. Dạ. Mỗi người cầm một tờ khai điền vào đi, truyền cho nhau. Đây này, truyền đi. Nghiêm. Nghỉ. Giãn cách 2 mét, bước. Đi. Tại sao ta? Ê, sao ngươi cũng gần ta vậy? Ủa, sao anh Hoàng không giãn cách ra đây? Chỗ đấy của tôi. Vậy à, chứ tôi đâu? Đây này. À. Đi, anh đưa đi. Trời ơi. Mét rưỡi, 2 mét. Đàn ông mà hết phóng bước quá. Ai điền xong nhanh chóng lên nộp đi nào. Trời ơi. Ê, bắn rồi hả? Bắn có, con đo nhiệt độ cho bác để xem bác có sốt không ấy mà. Rồi, 36 độ 3. 70. Không, 36. 70. 70 lận. 70 gì bác? 70 tuổi. Nhiệt độ chứ không phải tuổi. Chứ không phải đo tuổi hả? Ai lại đo tuổi bao giờ? Kéo khẩu trang lên giúp con nhá. Khó thở cậu ơi, cậu từ 5:30 là tôi đi bộ 3 vòng ở bờ hồ. 6 giờ là tôi đi tản bộ công viên, tới đầu tới 6:30. Đập xong 6:30 tôi ghé quán bà Tư ở góc phố ăn sôi đậu, uống 2 ly trà nóng. Ê, ăn sôi tôi có ăn chung với thằng Kỳ nha. Ăn chung với thằng Kỳ với Khai vô luôn. Thằng Kỳ đúng rồi. Là có năm nay là nói được 3 năm rồi á. 3 năm? Ôi trời, 3 năm? Sao lại 3 năm? Phải là 3 tuổi chứ. Không, con chó á. Tôi ăn á, tôi nhả xuống, nó ăn chung với tôi. Cái đó con Kỳ bác ơi. Nó giống đực, chừng nào cái mới kêu con. Bác ơi. Còn giống đực là phải kêu thằng chứ. Con lặp lại lần nữa cho bác nhớ nhá. Con chỉ cần những người bác tiếp xúc, thời gian tiếp xúc và nơi chốn tiếp xúc. 7 giờ là tôi về tắm rửa trước nè, thay đồ. 7:30 là tôi có mặt ở câu lạc bộ người cao tuổi. Đây, có người rồi, có người là phải ghi vào. 7:30 tôi có mặt ở câu lạc bộ người cao tuổi để chia sẻ nhau bí quyết nhớ dai và sống lâu. Đó. Hèn gì bác nhớ dai ghê. Nhớ dai mà. Vâng. Bắt đầu là 9 giờ tôi đi họp mặt ở câu lạc bộ thơ phố phường. Rồi. 11 giờ là tôi về nhà ăn cơm với lại bà nhà. Rồi. Bắt đầu là 12 giờ tôi ngủ trưa. Rồi. 13 giờ tôi thức dậy. 13 giờ 5 phút là tôi đi vệ sinh cá nhân. Bỏ qua luôn ha. Bỏ qua luôn. Thay đồ xong đi họp mặt câu lạc bộ hưu trí. 15 giờ là tôi đi họp tổ dân phố tự quản. 16 giờ là tôi bắt đầu là đi tập gym. Đó, bắt đầu. Đó, bắt đầu tiếp đi. Bây giờ bác khai đến 1 giờ đêm hôm sau rồi. Bác muốn khai gì nữa? Ngọc Hoàng, con chắc chắn là ông này ở Hà Nội luôn đó. Sao ngươi biết? Tại vì ta nói là người Hà Nội không dội được đâu. Mấy ông từ từ Hoàng. Không lẽ là nơi khác sao? Đúng rồi. Hải Phòng à? Không, Hải Phòng là ta cứ không đi lòng vòng như vậy. Thế ông ở đâu? Ông này chắc ở Mỹ quá. Sao vậy? Ông đang suy nghĩ kìa. Bác kéo khẩu trang lên giùm con. Bác đi thẳng qua hướng bên đấy. Hướng đấy đấy. Sang đấy mình kiểm tra chi tiết bác nhá. Con hy vọng là bác không bị vấn đề gì. Nếu như mà bác bị nhiễm Covid ấy, con nghĩ là cả thành phố này bị lây mất rồi. Mà tôi khỏe mà đúng không cậu? Tôi khỏe mà, đâu có gì đâu, chứ làm gì có. Con hy vọng là bác khỏe. Vậy, chào. Vâng, con mong là bác khỏe. Bác cứ đi thẳng là sẽ thấy người đón ạ. Tôi khai đầy đủ hết rồi nha. Vâng. Mà bây giờ tôi nói nè, phạt tôi chưa nộp. Có nghĩa là những cái thông tin của tôi trong này có chắc chắn là không ai biết không? Tôi cam kết với anh. Rồi, nhớ nha. Quá đáng lắm luôn á. Hết hồn chưa? Cái gì vậy? Nghĩ sao vậy? Ê! Hả? Ê, gì vậy? Ông để yên đó. Để ở đây tôi đọc báo lớn lên cho tất cả mọi người. Này, để tôi đi.
Anh trai bình tĩnh đi. Này. Bây giờ tôi nói bà. Đẹp mắt chưa? Chị đeo khẩu trang chị. Đeo khẩu trang vào anh ơi. Tức quá nè. Dạch mặt ông này là đeo cái gì? Sáng 6:30 tới 7:30 sáng ngày 22 tháng 4 tại nhà nghỉ Mimi với cô Loan Anh phòng số 12. Quá đáng. Bà đọc cho kỹ. Tôi ghi là tôi đi với dài anh cô Loan. Bà tôi ghi lộn nó thành cô Loan Anh. Bà hiểu không? Ông tôi vô đi nhà họ nghỉ với lại anh cô Loan. Tôi hẹn anh cô Loan đi họp. Anh kêu tôi họp tại nhà. Nhà anh mở nhà nghỉ. Trời ơi. Hay quá ha. Trời ơi, vậy nói cũng được quá ha. Xin lỗi nha, thưa với mọi người nha, Loan Anh là cô gái nuôi mà ông nói là ông nuôi. Con gái nuôi ở đây Sugar Daddy hả? Sugar Baby hả? Xin lỗi nha. Nuôi rồi ăn hả? Cái này là tiền trao là tình mút đúng không? Đúng không? Này tôi nói này, các anh chị có chuyện gì về nhà đóng cửa dạy nhau. Kỳ này là không còn tình nghĩa gì trơn trọi nha. Vâng. Được, bà muốn thì tôi chịu. Về viết đơn ký. Về khỏi tôi viết đơn sẵn rồi cho ông ký thôi. Nhà nghỉ Mimi hả? Quá trời, hai vợ chồng mèo mèo. Thấy tôi chưa? Tôi à. Không, chị ơi, tụi tôi trước. Sao hả? Chị ơi, xếp hàng với chị đeo khẩu trang vào nhá. Rồi. Anh đánh dấu chức vô hết đi. Ủa, chơi cơ rô hả? Đánh dấu chức vô X. Đánh dấu X là đánh có hết à? Đúng. Vậy là trong 14 ngày vừa qua là chị có đi nhiều nước hả? Tôi đi hết. Bao nhiêu châu lục tôi đi hết đó, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, 6 châu lục tôi đi hết á. Có đi châu Đốc không? Châu Đốc là anh đi á. Đeo cái này mệt quá. Còn các anh này, nộp hồ sơ luôn đi. Ủa, bây giờ kêu khai người ta hỏi mình đi từ đâu về. Mình đi sao mà quan? Sao mà quan? Không lẽ mình nói mình đi bay về gió? Không được. Đúng rồi, thì bây giờ mình khai đi bằng phương tiện gì. Mình nói đi bằng cân đổ dân. Mình không bị cách ly mà đưa mình vô trại tâm thần luôn á. Đúng rồi, được đâu. Ở đây là khu vực của thần. Tất cả mọi chuyện để thần lo. Mọi người yên tâm. Rồi, nha. Lo nha. Đi. Rồi. Chị ơi, chị ngồi bên đấy giúp em. Không chưa, tôi còn dạ, đi chào nữa. Anh. Anh ơi, đeo khẩu trang vào. Dạ. Anh xong rồi à? Dạ xong rồi. Cho tôi xem. Dạ không cần xem đâu, tụi em khai miệng luôn. Ủa, là sao? Dạ thưa anh, dạ team tụi em gồm có 4 người. Tụi em đều đi chung chuyến với cô ta. Hả? Anh chắc chưa? Chắc 100%. Hả? Alo sếp ơi, sếp làm ơn cử cho em một đội phản ứng nhanh nhá. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5. À không, 6 rồi sếp ơi. Cứu em sếp ơi. Trời ơi. Gì? Ở trong đây hoài mệt quá. Tất cả là tại ông đó. Bây giờ tại tôi. Đúng rồi, tại người đó. Lanh chanh lá chắc dạ. Đang đi thành tám quân. Mà bây giờ ông làm sao bị kẹt cái này luôn rồi nè. Mình đang đi tìm người, bình thường thấy mặt nhau tìm đã khó rồi, giờ không thấy mặt sao tìm. Trời thì đơn giản thôi mà, mình là tiên là thánh. Chỉ cần một cái chiếu một cái thôi là lập tức câu trang này nó không có vướng víu chúng ta nữa. Ông bún thương ơi. Trời ơi chán ghê, hãy xem đây. Cái bún ông chỉ có bún thùng thôi nghe không? Dạ thưa Ngọc Hoàng. À quên, dạ thưa anh Hoàng. Bây giờ á, nếu như chúng ta phải ở đây rồi, chúng ta muốn đi tìm người mà cả cái khu này ai cũng đeo như vậy thì không thể nào biết ai là ai được. Bây giờ xin anh Hoàng cho phép em làm một cái là coi như vẫn có đeo cái này nhưng mà trong suốt đi. Tàng hình đúng không? Mình đúng rồi, cái này nó tàng hình. Mình phép tàng hình đúng không? Mình nhìn thấy rõ mặt hết mình mới biết ai là ai. Đó chứ là phép cơ bản ai cũng có. Mọi người. Ô biên. Ghê không? Ghê. Hay quá. Kêu kìa. Dạ. Ích kỷ. Vậy. Bụng xỉn. Sao? Làm phép mà cũng làm phép không tới nữa. Làm gì không tới? Tại sao làm ba người còn tôi không làm? Ông nói bún hay không tự làm đi. Chán ghê. Hồ biển à. Nè. Cái gì bên đó ồn ào vậy? Tôi không có nuốt nổi cái cơm này. Ủa chuyện gì vậy? À. Ê đi qua coi. Thôi đừng qua. Chuyện này để thần qua cho. Ngọc Hoàng ơi nghỉ ngơi đi. Cô Chiêu, thôi bây giờ đổi hộp khác cho cô nữa nè. Cô ráng cô ăn đi. Mấy cái này nó
không có hợp khẩu vị của tôi, làm sao tôi ăn được? Đúng rồi, trong khẩu phần nói là hả ăn cua Cà Mau mà nghĩ sao đưa hai ăn cua mới nở vậy hả? Ăn uống như vậy thì làm sao người ta đủ collagen, đủ dưỡng chất để nuôi cái cơ thể xinh đẹp này chứ? Bây giờ đồ ăn của cô thì cô cứ giữ lấy, cô có ăn hay không á thì tùy cô. Còn tôi phải đi tôi giao cơm cho những người khác nữa. Vậy đi nha. Nè, trời ơi, cái đồ ăn như vậy làm sao mà đưa tôi ăn được? Nè, hồi nãy giờ tôi quay là hết rồi đó. Đây cả, ông nói luôn á. Không, tôi phụ hợ thôi chứ. Phụ hợ gì? Nè, cô làm gì cô chê dữ vậy? Làm gì vậy? Trời nè, tôi nói cho mấy người biết nha. Mấy người không biết tôi là ai hả? Ở ngoài tôi là hot girl. Cuộc sống của tôi rất là sang chảnh. Tất cả đồ ăn của tôi đều là đồ nhập khẩu, đồ ăn cao cấp. Tôi cảm giác rất là ngột ngạt, khó ở. Rồi một cái phòng ở 3-4 người, chưa kể shopping thì không có, rạp chiếu phim cũng không, đi đâu cũng không được. Thôi bây giờ tự nhiên vô trong đây mệt mỏi quá. Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm mẹ ơi. Con mệt lắm, con mệt mỏi lắm mẹ à. Con ghét cái cảnh đơn phương. Bây giờ xung quanh toàn người lạ, cuộc sống cách ly thật cổ cực. Tất cả mọi thứ phải tự lo, sống xa nhà tự phải chăm sóc bản thân. Điều này thật sự khó. Ở đây ngột ngạt mệt mỏi quá hả? Thôi ráng ở mấy bữa đi. Ở dưới đang xây tầng 19 cho cô ở rồi đó. Ý anh làm sao? Âm phủ đó. À, tôi nói cô nghe nha, tôi livestream nãy giờ mọi người coi rồi, người ta biết cái bản mặt của cô rồi, là người ta thả phẫn nộ cho cô, là cô nổi tiếng thành thánh cách ly luôn. Đầu trâu mặt ngựa. Dạ. Có, mau bắt ải gì âm phủ cho ta. Xin tuân lệnh. Diêm Vương. Tù hả? Ủa quên, sao tự nhiên tụi mình làm đầu trâu mặt ngựa vậy? Hả? Ai mua điện máy hay gì? Ủa, sao nhiều đồ quá vậy? Ủa, của mẹ Chiều. Anh cầm cầm giùm em. Trời ơi, tất cả những thứ này là của mẹ Chiều gửi cho Chiều đó hả? Trời ơi, thấy chưa? Mẹ biết là hả? Chiều mệt cho nên là mẹ đem bao nhiêu đồ ăn, đồ nhập khẩu. Nhìn gì? Mẹ, cô chuyển hết đồ vô cho cô để mong cô đi luôn, đừng về nhà nữa đó. Ừ, cô luôn rồi. Hay để lắm. Coi một hồi, đừng có đó mà nhìn miệng người ta. Cảm ơn mấy anh. Mấy anh ơi, mấy anh đem hết vô phòng cho Chiêu đi nha. Cảm ơn nhiều. Rồi cái này tặng tặng cho anh luôn, Chiêu không có ăn. Chiêu ăn toàn đồ cao cấp không à. Trời ơi. Cảm ơn. Không có rảnh ở đây nói chuyện, tôi vô phòng. Nè cô, cô có thể vui vẻ trong khi người khác lại làm việc cực nhọc vậy? Ủa, thì cái đó là nhiệm vụ của mấy anh đó. Cũng giống như anh thôi, anh vô đây á thì anh cũng có bổn phận, cũng có nhiệm vụ chăm sóc cho những người mà bị cách ly như em. Em có biết không, em vào đây em chỉ có chờ kết quả xét nghiệm. Họ làm việc từ sáng sớm đến khuya, cái lúc mà em đang ngủ á thì họ vẫn làm việc. Có những người á làm việc bị lây bệnh từ những bệnh nhân, họ đáng bị như vậy hay sao? Cái chuyện mà bị lây thì cái đó chắc là người ta xui, người ta bị thôi. Trời đất ơi. Còn em vô đây thì em cũng đâu có phải là ở trong cái thời gian dài, làm sao mà em biết được hết mấy cái chuyện đó. Với lại anh đừng có nói nữa, em không có muốn nghe đâu. Nói là nó ghét quá, Năm Tàu, ông gạch tên nó cho nó chết luôn giùm tôi. Nè, cô làm như vậy là cô đang gieo nghiệp đó, cô hiểu không? Mà cô gieo nhân nào thì cô gặp quả báo đó. Ở dưới trần gian á hả, ta có câu hay lắm: nghiệp nhanh quá bé chẳng dám gieo đâu, nghiệp nhanh lắm gieo sẽ bị gặt ngay. Nói cô nghe, cô học theo anh bác sĩ đi, người ta tạo dựng sự nghiệp, còn cô đi tạo nghiệp không hà? Đúng rồi. Nè đi, từ nãy giờ ít nhất anh bác sĩ anh nói những cái lời nghe còn lọt lỗ tai. Ủa mấy người là ai, mấy người là ai mà hả tự nhiên lên giọng dạy đời người khác vậy? Ông bà không đó. Ê ê, quên, cô gái, chúng tôi là ai cũng không quá quan trọng đâu. Quan trọng là cách cư xử của cô có rất là nhiều vấn đề. Tại sao cô không thể học những điều hay như những người anh hùng thầm lặng như thế này? Hồi nãy cô nói là cô là hot girl, mà hot trong tiếng Anh có nghĩa là nóng, có nghĩa là cô gái nóng bỏng đúng không? Tôi không tin. Nguội lạnh. Nè, tôi nói cho cô nghe,
trong lòng ngực của cô đó là trái tim, mà trái tim của cô để dành uống nước ngọt mà thôi. Sao vậy? Bởi vì trái tim của cô làm bằng cục nước đá. Tâm hồn của cô xấu lắm. Hiện tại bây giờ có rất là nhiều áp chỉnh cái xấu, nhưng đối với cái tâm hồn xấu như cô, không cái áp nào mà chỉnh được đâu. Có, cái cô, cái mặt cô chỉ có áp bức mới áp đúng, của cô thôi. Đúng rồi. Cô đưa lên cộng đồng mạng nè. Làm gì anh cứ quay hoài vậy? Cô thích quay, tôi quay. Cô làm cho tôi. À, muốn đưa lên mạng đúng, đúng không? Đúng rồi. Tôi thích đó, có vợ thì đưa đi. Đưa nãy vợ rồi. Nè. Quê, liêu, liêu, liêu. À, còn người bác sĩ trẻ này đây. Dạ. Ta nghĩ rằng là rất đáng để khen thưởng. Dạ. Đúng không ạ? Ta phải trao tặng một cái phần thưởng gì đó thật xứng đáng. Cảm ơn các anh đã ủng hộ tôi. Là một bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là chữa bệnh và cứu người. Tôi và các đồng nghiệp luôn luôn cố gắng hết mình vì một mục tiêu lớn, đó là chiến thắng đại dịch, tình hình chung của cả đất nước chúng ta. Người tử tế thì chắc chắn sẽ có lòng tử tế. Dạ. Lòng ta cũng chỉ muốn như vậy thôi. Dạ. Cảm ơn các anh đã ủng hộ tôi. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Cảm ơn anh, tạm biệt anh. Thế ông anh Hoàng, nghe anh nói chuyện xúc động, còn nghe nhỏ kia nói muốn xúc nó ghê. Ừ mà. Thôi xong rồi, con nít mà. Dạ. Cái gì vậy? Gì vậy? Ai kêu vậy? Sư tử đâu gầm vậy? Sư tử ghê vậy? Ai kêu ghê vậy? Ê. À, mọi người ơi. Hả? Nãy giờ lo nói không mà quên cái bụng. Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói. Bụng đói để ăn thật ngon những món ăn trên trần gian. Mọi người có nghe tiếng gì không? Tiếng gì? Đói bụng ơi, đói bụng ơi. Ôi, đói bụng ơi, đói bụng ơi. Ta thì đói bụng rồi. Còn tụi tôi đói bụng lắm. Ừ. Như vậy là đói bụng ơi rồi lắm. Rồi bây giờ sao? Bây giờ chỉ cần kêu là anh nuôi ơi, lập tức là có nuôi ăn. Ủa? Hả vậy hả? Lạ vậy? Dạ, không tin đúng không? Không, không. Vậy bây giờ chúng ta kêu thử nha. 2, 3. Anh nuôi ơi. Ủa, sao tôi biến phép một cái, tất cả những khẩu trang trên mặt mọi người nó tàn hình đi hết. Tại sao ông này không bị ta? Nhưng mà cái tướng quen quen nghe. Thần thánh phương nào vậy? Trở lại. Đứng lại, Thiên Quyết Hình. Trời ơi, táo đỏ. Trời ơi, táo đỏ. Tôi nghi lắm. Dạ, trước tiên cho thần xin được bái kiến Ngọc Hoàng. Miễn lễ. Dạ, gặp Ngọc Hoàng ở đây vui quá Ngọc Hoàng ơi. Ta lo lắm luôn, táo đỏ biết không vậy? Dạ, tại sao người lại là anh nuôi? Dạ, câu chuyện như thế này. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Chuyện gì? Hả? Ta đang ở đâu đây? Ta đang ở đâu đây mà sao lạ quắc vậy nè? Ông Táo Xanh ơi! Bà Táo Hồng ơi! Mọi người đâu hết rồi? Táo Xanh ơi! Táo Hồng ơi! Trời ơi! Nhảy đi! Cái khu này của tôi, khu cách ly. Hả? Gì vậy? À, tôi hiểu rồi. Cái gì? À. Ma cỏ gì đây? U da, trời ơi. U da đụng một cái muốn sái ngoài hàm luôn. Hai cái cha này không thấy đường hay sao mà còn đâm đầu vô cái chỗ tôi đi nữa. Trời ơi. Ê. Ê. Gì? Tôi nhìn hai ông tôi thấy kỳ quá ta. Hiểu rồi. Trong đây buồn quá, kêu hai ông về hát cho vui cái gì? Kệ, đúng rồi đó là vậy đi. Thấy không vui chút nào hết á. Sao không vui? Chưa thấy ta diễn sao mà biết không vui? Cái đụng tôi đây không vui rồi đó. Dạ. Thôi. Nhớ cái con này rồi. Sao? Chiều rồi lấy cái nùi vẽ dơ la mặt tôi. Nhớ rồi, tao thu vàng của ngươi lại hết. Ê, gì vậy? Ui, bình tĩnh đi, lộ chân tướng bây giờ. Ừ. Mà nè bà chị. Vậy? Bà đi đâu mà bà bày đẩy đồ cao hơn bà luôn vậy? Là bà đi không thấy ai bà đụng người ta vậy? Tôi đi thăm con tôi. À,
bị cách ly gần khu này nè đúng không? Ủa sao giống như bà dọn nguyên một cái nhà bếp vô trong đó cho con bà luôn hay sao vậy? Trời ơi, chị mấy cái này không có hiểu, con tôi giàu hiểu không, có sống bình thường được. Trời ơi, bà chị ơi bà chị. Vậy? Nhưng mà nếu như mà đã vào khu cách ly rồi đó thì ai cũng phải như ai, cái điều kiện sống nó cũng như nhau thôi, chứ đâu có phải ở nhà riêng của mình đâu mà bà làm phiền người ta quá trời vậy. Không có cần dạy tôi nói cho hai ông biết nha. Thấy gì đây không? Vàng. Có vàng là có tiền. Mà có tiền tôi đi đường quyền. Đi đường quyền không? Có tiền đi đường quyền hả? Bà đừng có khinh thường tụi tôi. Tụi tôi có võ. Tụi tôi đi đường mỏ. Tôi nói cho bà biết nha. Tiền ơi, tiền. Tại sao có những cái con người mà họ kém ý thức đến như vậy chứ? Kìa. Hả? Ông nhìn kìa. Núp vô. Mới cầm mấy đứa nhỏ nó thấy mình, nó hoang mang. Gì vậy? Thì đó, đó là những anh quân nhân, những anh bộ đội. Đằng xa xa kia là những bác sĩ. Họ đang tích cực phòng chống Covid đó ông ơi. Mấy đứa nhỏ thấy thương quá. Nó còn trẻ mà nó có ý thức, nó sống vì mọi người, vì cộng đồng, quá thương. Đúng rồi. Thôi ta đi đây. Ê, gì vậy? Đó, ông đi đâu vậy? Ủa chứ ông nghĩ tôi đi đâu? Ông về trời. Đâu ra? Muốn về trời là phải hội đủ cả ba táo à. Đủ một nhà thì mới về chầu trời tấu trình với Ngọc Hoàng được. Còn giờ tôi đang bị thất lạc, người thân của mình không có về được. Bây giờ ông đi đâu? Tôi đi thẳng hướng này. Đó. Gì vậy? Tôi sẽ đi thẳng hướng này. Tôi sẽ trở thành một người tình nguyện viên giống như những bạn trẻ ở trong đó. Ta đi đây. Tạm biệt. Ý cái mặt bự quá. Dạ thưa Ngọc Hoàng, đầu đuôi cua tai nheo là như vậy đó. Cua tai nheo? Dạ là như vậy. Thổ địa đâu? Ra đây. Ra kìa. Núp. Hả? Ngươi thật là quá quá. Trời ơi. Ngươi ra đây. Dạ Ngọc Hoàng ơi, thật sự luôn á là thần đã gặp táo đỏ rất là lâu rồi. Nhưng mà hả, thần muốn thần Ngọc Hoàng trải nghiệm cuộc sống của bà con, để thấy bà con khổ cực như thế nào. Chính vì vậy thần mới làm cái định vị sai. Thưa Ngọc Hoàng, thiệt ra ban đầu á, lúc mà nãy cái vụ mà đẩy cơm ra phát cho nhỏ cô Chiêu kia ăn á, đúng rồi, là lúc đó nhìn thấy mọi người rồi, nhận ra liền. Sao không dạy tới gặp nhau? Muốn để cho Ngọc Hoàng với hai ông ở đây nè thấy được cái tình hình thực tế dưới này ra sao. Táo đỏ đã dấn thân để mà phục vụ mọi người thì mình đã lỡ tới đây rồi. Dạ. Ta nghĩ rằng là mình cũng nên góp phần đó, cho nên là tất cả chúng ta sẽ trở thành tình nguyện viên. Rồi mọi người ơi, đến giờ rửa tay rồi. Rửa tay đi. Rửa tay đi. Rửa tay nha. Rồi. Phải rửa tay là sao? Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài một chút xíu nha. 2, 3, cháy lên. Sau đó là tay xoa đều bên phải, bên trái, bên phải, bên trái. Hai tay đưa lên, đưa lên mắt, mũi, miệng. Sau đó gật đầu, đẩy qua bên phải, xua qua bên trái. Sau đó chào Corona, chào Corona. Rồi, đó là sơ bộ được bài của mình ha. Bây giờ tất cả mọi người hãy cùng lặp lại với tôi khẩu hiệu nha. 2, 3. Chúng tôi không ra đường vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng tôi. Âm nhạc bắt đầu. Ngắn thôi nhưng đã cho chúng ta trải nghiệm và nhìn thấy được hết tất cả những nỗi khổ cực và khó khăn của người dân nơi đây. Nhưng cái việc tìm táo quân rất quan trọng. Đúng rồi, rất quan trọng. Sắp Tết tới nơi rồi. Đúng rồi. Dạ Ngọc Hoàng ơi, tha lỗi cho thổ địa. Tại vì thổ địa cũng công việc đăng đăng đê đê. Ngươi đừng nói với ta là live stream bán hàng đó nghe. Dạ không, live stream bán hàng giúp đỡ người dân thôi. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người thượng lộ bình an. Hồ chui. Trời ơi, ông hồ chui xuống hồ luôn. Cái lỗi chút xíu con chui được hay quá kìa. Đi nhanh lên. Dạ đúng rồi, bây giờ mình phải đi thôi, đi tìm người thân. Cứ tìm đi. Đi lại đi. Đúng này. Đi. Sắp tới rồi á, ta nghe như là cái hơi, cái mùi của chồng ta quanh quanh đây nè. Trời ơi, Thiên Hậu có lộn mùi chồng của người ta không? Sao mà lộn được, ngươi không nghe người ta nói hả? Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi đó. Nhưng mà Thiên Hậu ơi, hả? Đây là khu cách ly mà, làm sao Ngọc Hoàng có mặt ở đây được? Thì tủa ra đi. Có người để thần đi hỏi cho. Có người rồi đi hỏi. Nó cứ kiếm chuyện. Anh nha.
Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Pha ke, bị cái gì vậy pha ke? Chết rồi, chết rồi, chết chị rồi. Cái gì mà chết? Trai đẹp chị ơi. Khùng. Ủa có gì đâu đẹp? Ủa? Sao lớp khẩu trang này ai cũng như ai, có gì đâu đẹp? Không không, nhưng mà sau cái lớp khẩu trang đó thì mới có một điều kinh khủng chị à. Thì đơn giản, để ta làm phép. Đau quá. Đáng lắm. Anh ơi, anh ơi, cho em hỏi thăm với. Mình lại gần nói chuyện tí xíu anh. À, mình giữ khoảng cách 2 mét nha. À, giữ khoảng cách 2 mét à? Có chuyện gì đó? À, có chuyện chứ, nhưng mà đứng xa quá không nói chuyện được. Trời ơi, đứng xa mà đẹp vậy, đứng gần nữa chắc chết quá. À, anh lại anh. À, chào anh. Em đứng đây từ lúc mới đẻ. Cái gì vậy? Không ngờ ngày hôm nay tình cờ lại gặp nhau. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng. Mình yêu nhé, mình yêu nhé, được không, 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 không. Giữ khoảng cách. À! Gì nữa vậy? À, gì nữa vậy? Đau đầu quá. À, gặp anh, em bỗng nặng đầu. Trên đầu là tóc, trong đầu là anh. Trời ơi, anh ơi, lại đây, tức quá mà, phải làm phép thôi. Chơi ăn gian. Ôi chơi gì mà chơi ăn gian. Chơi như vậy chơi trên đầu người khác. Tôi đủ rồi. Nếu không có chuyện gì tôi xin phép vào trong nha. Anh ơi có nhiều chuyện để nói lắm. Anh ơi khoan khoan. Anh đừng đi. Anh ơi anh ơi. Anh đừng đi. Đừng mà nói. Anh ơi anh ơi. Anh ơi anh ơi. Thiên Hồng. Thiên Hồng. Cho tôi hỏi thăm tí xíu nha. Không cách ly chứ phải cẩm ly trong đó nó mà tràn. Rồi. Anh cho tôi hỏi thăm. Anh có thấy người trong hình này ở đâu không? Anh chỉ giúp giùm tôi nha. Người này giống như một nghệ sĩ nổi tiếng lắm. Nhưng mà tôi chưa gặp bao giờ hết. À, anh chưa gặp bao giờ hả? Chưa gặp bao giờ. À, thôi cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Thôi chào cô nha. Chào anh. Ôi, cái gì mà dính một đùi vậy? Con cho Thiên Hậu ơi. Đủ sao? Rồi. Sao như bảo mẫu vậy đó? Thiên Hậu. Đủ rồi. Này. Trời ơi, Thiên Hậu ơi. Gặp ảnh rồi. Bây giờ Thiên em không Hậu. Muốn làm gì hết. Em chỉ muốn làm vợ ảnh thôi. Đủ rồi. Nga tập sự đó không nên thân mà Nga cũng vậy nữa. Gặp trai cái là quấn quýu. Không có ý tứ gì hết. Bây giờ chúng ta đi tìm Ngọc Hoàng nè. Dạ. Trên trời á là thần thiếp bị bệnh rồi. Thần thiếp cần phải cách ly. Đi Thiên Hậu ơi. Đi. Ê, làm cái gì vậy? Lôi đi hết. Đừng đi. Đừng mà. Thiên Hậu ơi. Các Khanh à. Dạ. Sao mà không khí ở đây ảm đạm quá vậy? Dạ. Ủa ở đây bán cái gì mà thấy đề cho thuê mặt bằng không vậy? Ngọc Hoàng ơi, dịch bệnh đã ảnh hưởng tới cái đời sống của người dân. Cho nên là rất là nhiều những cái cửa hàng, cửa hiệu này kia người ta phải trả mặt bằng. Nhân viên mình đủ mặt hết chưa vậy? Thiệt tình ngày hôm nay tụ họp tụi em ra đây, anh phải nói cái điều này. Thiệt sự là anh gồng hết nổi rồi tụi em à. Anh xin lỗi tụi em nhiều lắm. Chính thức ngày hôm nay tụi em nghỉ quán của anh. Rồi khi nào mọi chuyện ổn thỏa lại á thì lúc đó anh sẽ gọi điện thoại cho từng đứa quay về quán của anh làm việc. Lúc đó anh sẽ tăng lương. Anh hứa với tụi em vậy. Còn bây giờ thiệt tình thì anh cũng mới về nhà cầm cố hết một số đồ quý giá nhà, cũng được chút đỉnh tiền. Nè, em giữ đi. Như tiền lọc nghe chưa. Đó. Rồi. Thôi bây giờ đường ai nấy đi. Hy vọng là chúng ta sẽ được gặp nhau một cái dịp gần nhất. Chào tụi em. Chào anh. Em chào anh ạ. Chủ quán ơi. Ấy ơi, chủ quán ơi. Hân Quang được phục vụ quý khách. Ôi trời, sao khách đông quá vậy? Mọi người đứng dậy. Không phải vậy, bước ở đây xếp hàng.
xếp hàng, xếp hàng. Không phải, cái này phải quy tắc, tôi phải làm theo đúng. Phải phải đo nhiệt độ trước khi vào quán. Nếu mà mày bị nhiệt độ, dạ thông cảm. 16 độ. Hả? Sao lạnh 16 độ? Robot mới lạnh ông ơi. Robot mới lạnh 16 độ phải rồi. À, em xin lỗi tại em mới đuổi nhân viên em rối quá. Trời ơi. Em đúng. Hợp lệ. Thông cảm nha anh. Khỏe mạnh nè. An toàn luôn. 100 độ thế. Thôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mất nhận thức. Mất nhận thức. Mất nhận thức. Mất nhận thức. Coi lại coi. À, hợp lệ, hợp lệ. Rồi, mời 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 mọi người. Mời 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 quý khách vô đây. Sao tự nhiên đo tới ông cái 100 độ C dữ vậy? Sao vậy? Thì tôi là táo mà, đương nhiên người tôi nó phải nóng 100 độ. Người ta là độ C, ổng là độ sôi. Ở trong bếp không mà. Bởi vậy. Mời mời mời. Mời. Mời mọi người. Đây bán gì à chủ quán? À, dạ có cái trong thực đơn á, cái gì cũng được hết. Thông cảm tại em vừa chủ quán là bây giờ em là nhân viên luôn, em vừa là lao công luôn, em lừa vừa là sai giặt, vừa giữ xe vừa là. Sao mà cho nhân viên nghỉ hết trơn vậy? Trời ơi, em khổ lắm anh ơi. Ê ê ê ê, không có một miếng cảm xúc nào luôn đó. Anh ơi, anh diễn giả trân à anh ơi. Cái khoảng thời gian qua á, anh nhìn đi mấy cái quán xá nè, không ai cầm cự nổi hết. Lỗ lạ, phải trả mặt bằng lại cho người ta. Có nhiều người phải đi về quê nữa, phá sản. Rồi hả, người người thất nghiệp, nhà nhà nghèo khổ. Vợ chồng gặp mặt nhau là gây lộn vì không có tiền kinh tế mà. Rồi xong rồi chưa nói là mấy cái ngành du lịch như là hãng hàng không nè, xe cộ đồ, là bây giờ là nó khổ cực lắm á. Éo le lắm. Éo le lắm trời ơi. Cuộc đời em nó khổ lắm. Chặt nó lần nữa nha. Bây giờ nè, đó vô trong coi còn cái món gì ngon ngon, mang hết ra đây cho tụi tôi ăn, ủng hộ được chưa? Trời ơi vậy hả? Dạ rồi 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 rồi. Dạ dạ, đợi em đem thực đơn rồi luôn nha. Trời ơi hay. Chuẩn bị được ăn rồi Ngọc Hoàng ơi. Đôi quá. Gì vậy? Chúng ta hạnh phúc nhưng mà đôi lúc anh có vài suy nghĩ vẫn đang diễn ra trong đầu thôi thúc. Anh nghĩ gì thì anh nói đi. Em chỉ cần đám cưới như ý. Vậy anh đã chuẩn bị những gì? Em đang chờ đấy anh nói đi. Không. Ý anh là hay mình hoãn đám cưới? Cái gì? Anh nói lại xem nào, em nghe không rõ. Thật đấy anh không đùa đâu, anh đã suy nghĩ vấn đề từ lâu. Thì khắc cưới cũng đâu mau già, anh nghĩ là mình hiểu nhau mà. Em không tin, bởi đó thôi anh đã thay lòng đổi dạ. Những thề ước anh nói trước đó phải chăng chỉ là dối trá? Anh thề gì? Anh thề sẽ vun đắp tương lai đôi ta. Em biết ngay tình cảm anh dành cho em giờ đã vượt pha. Không, không anh xin thề, trước giờ anh vẫn chỉ sẽ em. Thương em bất kể ngày hay đêm, đến cơ hội cũng chả cần nắm. Em biết không, bởi vì anh chỉ cần nắm mỗi tay em. Em hãy bình tĩnh lại bảo bối, anh chỉ xin em đừng bối rối. Thôi, anh đừng nói dối, anh chỉ cần nắm mỗi tay tôi. Vậy có gì anh lại hoãn cưới? Tôi đã chuẩn bị nhiều bài mới, đã cho ta rất nhiều hy vọng. Ngôi nhà với những đứa trẻ, một không gian, chẳng có khi nào buồn tẻ. Em à, anh biết đợi chờ không phải hạnh phúc, nhưng yêu thương không nhất thiết là phải gần nhau. Dù lúc anh không ở bên em, nỗi nhớ lại lớn lên từng phút. Dù anh không hề muốn, mình phải chịu thêm một lần đau. Anh thì đau cái gì? Anh đau sao bằng tôi đau? Anh nói anh đau, vậy nói mau, bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Em à, nỗi đau này thực ra chỉ có một lý do. Em phải hiểu là anh nói ra cũng chẳng có gì hay ho. Anh chỉ mong em hãy vì anh chờ thời gian trôi qua. Bởi vì anh không muốn em dính vào cô ta. Đó biết mà, vậy là phán đoán của tôi chắc chắn rồi nha. Lại là con giáp thứ 13, lần này đừng hòng tôi bỏ qua. Em đừng nói thế chứ, ta tạm thời xa nhau đi. Cô ta là virus và cô ta là COVID. Cô ta chỉ là một giống loài vô tri. Anh cũng chẳng hiểu nổi em ghen với COVID để làm chi. Anh chị uống cái gì? Cho bọn em. Anh chị uống cái gì? Cho bọn em không gian riêng với. Quán có bán không gian riêng nữa hả? Thôi đừng giận nữa. Đây anh còn cái này. Mở ra xem. Trời ơi. Anh. Hả?
đây là cái voucher của bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ. Đây chính là nơi biến ước mơ của tất cả các cô gái trở thành hiện thực. Biết mà, anh biết mà. Trong quá trình mà mình hoãn cưới thì em sẽ đến bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ này á. Thế thì bây giờ mình tranh thủ mình đi làm đẹp đi. Đi. Anh chị uống đi cái nha. Gì? Đi, đi, đi nhá. Đi. À, anh chị uống cái gì? anh chị uống cái gì? Về uống cái về. Gì nữa mà uống gì nữa ông ơi. Nó nhìn nhau nó no rồi. Mà công nhận nghe thời buổi rap lên ngôi, cãi lộn cũng được nghe rap thấy không? Cái cặp này dễ thương lắm, nó yêu nhau chân tình, rồi xong rồi bị dịch nè, nó cưới nhau mà không có cưới được. Cái quảng xong rồi ờ à, quảng đám cưới lại. Vậy nếu tình hình này sao đám cưới không làm đám cưới anh lai cho tiện. Trời ơi, sao nữa. Không lẽ rồi ngay đêm tân hôn người ta cũng trời ơi không không lẽ cũng online không được à, cái chuyện mà cưới hỏi á thì dầu sao cũng còn có thể thư thư mình giờ giờ ra mé sao cũng tại vì Covid cũng được dạ. Còn lỡ như bây giờ thử đặt trường hợp mà cái chuyện ma chay đúng không, rồi bây giờ xảy ra cái vụ dịch bệnh này rồi sao, không lẽ giờ nửa tháng hay một tháng sau mới động quan không được. Ê, rồi sao kịp đầu thai trời lỡ vậy chủ quán ơi có mở cửa không ta. Ê, có khách nữa kìa, có khách lại hơn hơn. Trời, có khách, khách trời ở đây đông dễ sợ. Đây, dạ, dạ, vô quán em, còn có mình quán em. Mừng quá hả, mừng quá hả. Đi chạy dữ vậy, mừng quá hả. Bà, chủ nợ, chủ nợ hả? Chủ nợ mặt bằng này, em thiếu mà nợ bà. Ủa, vô bà rồi. Còn giờ... tôi đâu có dính gì đâu. Trời ơi, nhưng mà bà vô bà đánh khách luôn á. Bà đợi xíu. Đứng yên, ngay đây, ngay đây. Bây giờ phải làm sao? Ê, phát. Trời ơi, giờ phút này kêu giải đầu nữa. Giải đầu không hả? Tôi biết cái cách này làm tàn hình được. Tàn hình như thế nào? Tàn hình được. Tàn hình sao? Không sao đâu. Này, làm theo tôi. 2, 3. Tôi nói lại là tôi tên Hòa Béo. Tôi tới đây đòi nợ người ta. Người ta nợ tôi đòi hoài hỏng. Thấy chị hay không? Mỗi lần chị đòi nợ chị hát cái bài này khúc cuối là đòi cái chủ nợ ra liền. Trời ơi, lâu quá không gặp nhóm chết. Trời ơi trời, tự nhiên làm tôi hết thùng giật cái lượt ra làm mất phép tàng hình luôn à. Chị thông cảm, biết sao không? Tại vì em không phải không trả cho chị mà tại mấy nay quán khách khứa ế quá, không có tiền thu vô làm sao mà trả cho chị. Ha, quán đâu vắng que, máy luôn. Ê. Vậy là nó vẫn không có nhìn thấy tụi mình nha. Chứ dần dần thấy vậy ta. Có tàn hình thiệt hả? Dạ, tàn hình thiệt. Mập, cao, mắt kiến, thấy hết. Nó chưa thấy tôi mấy ông ơi. Vậy mà kêu tàn hình. Tàn cái gì mà tàn hình. Thấy trên mạng nó chỉ như vậy là tàn. Thôi ông ơi, cái chiêu đó xưa lắm rồi. Bây đặt cho tàn hình, không tàn hình tiền đâu ta. Em nói chị nghe nè, thiệt tình là em cũng phải là muốn khất nợ hay là quỵt nợ gì chị. Chị thấy tình hình đi, bây giờ chị thông cảm thư thả cho em khoảng tuần, hai tuần về nhà. Em gom góp những gì quý giá ở trong nhà em bán đổ bán tháo xong em trả nợ cho chị chứ em đâu muốn gì đâu chị. Trời, thương quá, là giờ không có tiền không? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi, không có tiền mấy đứa ơi. Mấy đứa giật sách quán cho chị. Ê, trời ơi, đừng có vậy mà mấy anh khoan. Ơi, hoàn cảnh em éo le lắm chị. Tội nghiệp đó mà chị. Đồ mồ côi đó chị. Anh biết. Tôi là ba của nó mà. Mồ côi sao có ba? Ba nuôi mà. Nuôi là nuôi vậy ta? Đã con. Ba ơi con khổ quá ba. Trời đất ơi. Chị không hiểu đâu. Cha già ở đây nè, không có tiền đi cưu mang hết. Còn chuyện gia đình riêng của em nữa. Vợ em thì bệnh hoạn suốt ngày. Vợ cậu đâu? Vợ của em đang ở... Em mệt quá mình ơi. Trời ơi trời. Em ho thời kỳ cuối rồi mình ơi. Vợ mình ơi, con của mình mấy bữa nay không có gì ăn hết mình ơi. Em ơi ráng đi em, ráng vượt qua cơn hoạn nạn này. Con ơi, leo xuống đi, mẹ thấp khớp. Bà ơi, con đói quá bà ơi. Đói hả? Mày to cỡ đó mà còn đói nữa. Nó đói, nó hơi già nên nó đói. Con tôi nó bị phù ra. Chứ nó còn nhỏ xíu à. Năm nay nó vừa tròn 3 tuổi rưỡi. Trời ơi trời. Con ơi, con ơi, ráng đi.
ráng qua cái cơn đại nạn rồi đi con, rồi ba sẽ lo cho con. Mặc dù ba biết là bây giờ con không có tiền ăn, không có tiền mặc, rồi tiền đi học con còn bị thiếu nữa chứ. Mình ơi, con mình thiếu, thiếu nhiều lắm, thiếu bao nhiêu tiền học rồi mình? Thiếu 1.650.000 em ạ. Tiền nợ của tôi chưa trả mà cho con đi học 1.650.000. Nó học trường International Super Soi Sóc Cầu Đi Lắc. Trời ơi. Còn chú em đây là bác. Ba hàng xóm chịu không nổi. Nhưng mà chị phải biết, chị mà ép quá thì cả gia đình tôi. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba cây nến lung linh. Ha 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 ha. Trốn hết một gia đình. Gia đình khoan, tôi suy nghĩ lại rồi. Bây giờ trốn là chết tôi luôn á. Đó, em mà phải trốn thôi. Chú ba, tôi hỏi ý kiến cái. Trốn rồi, chú ba nói giúp giùm chú. Bây giờ mà không trả là gia đình này trốn đúng không? Được. Chính xác. Vậy thôi, bây giờ tôi tính vậy chú ba thấy được không? Bây giờ tôi giảm 1/3 tiền cho thuê mặt bằng, được chưa? Giảm nhiều vậy? Giảm nhiều hả? Sao mà ít quá vậy? Ít quá hả? Ôi khổ quá mà. Thôi giảm 1/2 đi. Chịu. Dạ được rồi chị. Chịu. Vậy thì phải hứa với tôi là qua tuần là phải trả tiền cho tôi. Dạ chị. Không thôi là tôi giật sập quán rồi tội nữa. Dạ. Chị cho em thời gian vậy là mừng, còn giảm cho em nữa. Cảm ơn chị thiệt hết lòng luôn. Tình hình mà khó khăn như vậy mà chị giúp đỡ em vậy, em mang ơn chị không hết. Rồi. Em hứa tuần sau em sẽ có tiền trả cho chị liền. Cảm ơn chị nhiều lắm. Đáng lẽ không giảm, thấy gia đình thấy thương quá năng lắm. Gia đình. Vậy nhớ nha, thôi tôi cảm ơn. Ráng tuần sau trả cho tôi. Nhắc cậu một câu, chủ nợ có thể biến thành con nợ bất cứ lúc nào. Hay quá câu chị, hay quá chị. Biết ơi, chưa? Rất hay luôn chị. Thôi tôi đi nha, chào cả gia đình. Dạ. Không hiểu chị mà. Tuần sau trả nợ à? Dạ, cảm ơn chị. Đi về mấy đứa cho người ta làm ăn. Trời ơi, cảm ơn. Hên quá, xong rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Giúp bạn thua trông thấy đó nha. Coi như là bữa nay tôi đãi, tôi bao cả mọi người. Hên là tôi tử tế, bởi vậy gặp mấy người đàng hoàng không. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Thôi ráng nha. Anh Chùa ơi, đồ em đặt cỏ chưa? À rồi. Em đặt à. Rồi, tôi vô lấy liền. Dạ, được rồi chị. Ê, câu cái gì vậy? Ê, bộ đây sông biển hay sao mà thò cái cần ra câu. Nè. Ủa, đây đâu có cá đâu câu. Có, cá hồ. Thì sao không câu cá heo đi? Ủa, ông nói tôi à? Quý khách thông cảm, bé nó. An toàn. Đây, làm việc mà anh ơi. Giao hàng an toàn đó. Vậy đó. Xong rồi, em đi nghe. Tiền em chuyển qua tài khoản anh rồi đã. Rồi, cảm ơn em. Ủa anh, ở đây có thấy ai khó khăn á? Anh chị người ta ra đầu đường của mình á. Sao? Nhận quà. Quà gì á? Gạo ở cái ATM á. Thôi gặp ai khó khăn thì cứ giới thiệu vậy nha. Rồi, mọi người để tôi vô, tôi lấy đồ ăn đồ uống nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ê, khoan, chờ tôi xíu, Gì vậy? Sao cái vụ này nó quen quá ta? Quen gì? Nghe cái mùi quen thuộc đâu đây nè. Gạo chưa có đem đi nấu, nghe mùi gì? Không phải, cái vụ ATM gạo này nè, nó giống như cái vụ mà cái nồi cơm thạch xanh đó, hiểu không? Không hiểu lắm. Trời ơi không, tôi tức quá. Tôi nghi là tôi sẽ tìm được người thân của mình ở cái chỗ này. Nhanh lên, bây giờ mọi người ơi, bây giờ mình cứ ra ngoài cái chỗ cái ATM gạo đi cái đã ha. Rồi từ từ, tôi giải thích cho mọi người sao. Mình ra coi người dân mình lấy gạo sao, đi Ngọc Hoàng. Đi thôi. Lên dạ. Đi, theo nó. Cái gì vậy? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Ông dù duyên quá mơ. Đúng vậy, ông không thấy cái gì sao? Kìa, chúng ta lại đón sao? Thôi, ông còn tu duyên hơn nữa. Kìa, Ngọc Hoàng đâu rồi? Ngọc Hoàng ấy nghỉ ngơi ngoài kia kìa. Đâu phải có chuyện gì mới có Ngọc Hoàng mới giải quyết được đâu. À, Ngọc Hoàng buồn nhiều chuyện trần gian quá, cho nên ngồi suy nghĩ tĩnh tâm rồi. Cái ông làm cái gì vậy? Cạch ra đi. Tôi nói kìa là kìa nè. Cái gì? Đây nè. Bồn nước hả? Cái gì mà bồn nước? Không biết đọc chữ hả? ATM gạo nè, thấy chưa? À, ai mua chỗ đứng không? Cái gì vậy? Ai mua chỗ đứng không? Cái gì vậy? 29 cha một chỗ đứng. Chỗ đứng. Ê cái gì vậy? 29 cha. Bán dép hả? Không anh ơi, bán chỗ đứng anh mua không? Bán chỗ đứng là cái gì?
Trời đất ơi, thì là bây giờ ai muốn lãnh dạo thì phải vô xếp hàng có chỗ đứng cách 2 mét. Thì bây giờ xếp hàng chứ mắc gì bán. Ủa ông mắc cười không này à? Miễn phí mà bán gì chứ. Không, cái chỗ này là có người xếp hàng rồi. Ai xếp hàng đâu? Người ta đặt cọc tôi rồi, tôi đứng thế giùm. Muốn lấy được dạo trong cái cây ATM thì bước lại lấy thôi. Không, ai cũng lấy vậy hết, ở đâu ra cho đủ. Thì đúng rồi, đương nhiên phải đứng xếp hàng từ từ. Mà tôi nói nha, cái này là nói trước, nói thiệt. Có người xếp hàng mà ta nói lúc đó còn thanh xuân á, để lên tới đây lấy được gạo là già luôn rồi. Ghê vậy. 29 ca. Đứng thì đứng, không đứng thì đứng. Khỏi đứng đứng mày. Mày bớt lại nghe, tao để ý mày hổm dài rồi. Má hả? Mày nghĩ sao? Dạ mấy chú, tôi nói sao, mấy chú nghe nè. Mày nghĩ sao vậy? Cái 2 kg gạo người ta bán là 30.000 2 kg. Mày ra đây mày ăn lời cắt cổ. Mày nghĩ sao hả? Mày lấy có cái chỗ đứng mày lấy 29.000. Trời vậy miễn phí chỗ nào trời? Nè, 2 kg gạo giá của nó là 30.000. Tôi đứng giùm tôi lấy có 29.000, người ta lời 1.000 rồi. Mà tưởng tôi đứng không hả? Nắng nôi nè. Có mấy bữa tôi đứng mà nó xệ nội tạng. Nó dồn hết cả đống xuống đây nè. Mày bớt bớt đi, mày đừng có xạo nữa. Nội tạng nó xệ xuống đó. Bây giờ mày nói gì? Đứng thì đứng, không đứng thì đứng hả? Tao mời mày lên phường đứng nha. Tao quét bảo vệ ở ngoài rồi. Kêu bảo vệ đi. 500 anh em bảo vệ đứng ở ngoài chờ mày. Nó vô đây nó ăn lời cắt cổ nè. Mấy bảo vệ ơi, bảo vệ ơi. Đó, mày đứng đi. 29 ngàn. Mấy bảo vệ ơi, bảo vệ ơi. Mày chạy đi. Quá chạy xì khói luôn. Xin lỗi mày, 29 ngàn. Tao lời 4 đôi giang. Có nghe vậy thôi mà vô bà lấy gạo đi. Ôi trời ơi, hôm nay ngoài lấy đủ gạo rồi. Ủa vậy hả ngoại? Lấy có 2 kg sao ăn đủ? Không có đâu, nhìn vậy thôi chứ hôm nay lấy cả 10 kg rồi đó. Ê, thôi sao được? Tao cho người có 2 kg à, sao lấy được 10 kg? Mà mỗi người vô lấy được có 1 lần chứ mấy. Đúng phải không? Nè, giờ vậy là lấy được 2 kg nè. À, lấy được 2 kg thôi. Giờ tí xíu nha. Nè, 1 phút 30 giây. Ủa làm gì vậy? Ê trời, bà ơi, trời ơi. Nè, xin bà tự trọng, bà đừng nói bà vui hỏi ta nha. Không có, mấy cậu yên tâm đó. Đồ ngoại, ngoại không có gì ngoài nhiều đồ hết. Đó, bây giờ nha, 1 bộ đúng không nè, đã. Ồ. Đó. Trời ơi. 2 bộ đúng không? Vẫn còn nhận ra đúng không? Chưa hết nè, coi ngoại nè, làm cú chót nè. Trời ơi, bà này còn già hơn bà hồi nãy nữa nghe. Chưa hết, sợ nhận ra cái giọng đúng không? Ừ. Dạ cô ơi, tôi ở ngoài Huệ mời phố, cô cho tôi xin 2 kg gạo. Trời ơi, tôi nói với ông nghe, cô mình biến hình mình còn xoay 1 vòng, bả biến tại chỗ luôn. Tất cả là nhờ vào cái giỏ này. Mày đứng lại chưa? Trời ơi, sao mày không lấy gạo của tao mà mày lấy cái giỏ hành nghề của tao? Dễ dàng bắt được tôi liêu liêu. À gái đẹp. Ê, cái này quýnh tao hả? Trời ơi, bà có sao không? Trời ơi, có mất gì không? Ngoài cảm ơn nghe, cảm ơn cô nghe. Nói bà nghe nè, bớt đi gạt người ta lại. Bà làm vậy làm chi? Thêm 1-2 kg gạo đâu có được nhiêu tiền đâu mà tội nghiệp mấy người khác. Thôi tôi biết rồi. Mốt qua xếp hàng lấy đúng 2 kg gạo thôi. Nói nghe. Tao hồng rồi. Ta gặp được bà rồi, mừng quá. Ôi, mừng quá. Trời ơi. Ôi, đi đâu suốt thời gian qua để tôi lặn lội tôi đi tìm. Nhớ quá trời nhớ rồi. Không thể nào mà không thể được. Thôi đi. Tất ra. Đừng chia quyền rẻ tuổi mà. Đi.
Minh ơi. Thôi. Trời đất ơi, đứng lên. Đứng dậy kiếm vũ mà. Hai tao. Ủa? Ủa? Có cái gì đâu. Ủa? Anh Hoàng anh đi đâu đây? Đi kiếm người đó. Ủa? Nghe tao hỏi nè. Cái ATM gạo này của ngươi sao? Cái ATM gạo này à? Dạ. Đúng như vậy ạ. Ê nói nghe, nguyên một cái chuỗi hành động vừa rồi là phục vụ cho ba cái chữ đúng như vậy hả? Dạ cha 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 cha. Dạ y như vậy ạ. Trời ơi, hai vợ chồng này làm gì giống như sơn đông mại võ quá vậy? Ủa? Thường ra đang làm nhiệm vụ mà. Nhớ chứ. Để về nhà đi. Bị lạc á, bị lạc. Thôi kỳ lắm. Táo Hồng. Dạ. Báo cáo chính xác cho ta nghe. Dạ. Thôi. Mà nói bình thường được rồi. Dạ. Thiệt ra cây ATM gạo này được chế ra từ trí thông minh, sự sáng tạo và lòng nhân đạo của con người nhằm giúp cho bà con bá tánh vượt qua kiếp nạn, vượt qua những ngày khốn khó do dịch. Hay quá, đúng là vợ con ta người. Cũng khác. Con người thật là có tâm và có tầm nha. Lá lành đùm lá rách nên thần quyết định ở lại đây để coi, chăm sóc cho mọi người, chăm sóc cái ATM này. Hay quá, đúng là vợ của ta. Người dân người ta tới lấy gạo thì mình nên hé cho người ta lấy đi. Ta lấy. Ta cũng muốn đóng góp nữa các tao à. Dạ, như vậy thì tốt quá. Chúng thần cũng muốn đóng góp nữa. Còn gì bằng, ý lại hai vợ chồng mình hướng dẫn cho Ngọc Hoàng dạ, đóng góp dạ, gạo dạ, nha. Dạ, dạ. Dễ lắm, dễ lắm. Quá trời ơi. Tới nơi rồi. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng rồi. Qua nhiệm cậu tre, cậu tre, cậu tre. Tôi thấy xuống cái trần gian ăn hiếp tôi không nha. Thiên hậu. Cái gì vậy? Nè, Thiên Lôi. Cái gì? Đừng quá đáng nha. Quá đáng gì? Mâu thuẫn là tôi với Pha Ke chứ phải tôi với ông nha. Tự nhiên ông cho sấm chết nổ đùng đùng vậy. Thì bà làm phép chị Hằng Nga Pha Ke chứ tôi có làm gì đâu. Ủa? Nếu mà hai người không làm không lẽ cho ông trời ơi, đứng lên rồi kìa. Đứng lên rồi. Cái gì vậy? Thiên hậu. Vậy Thiên hậu. 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 Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đi ông ơi. Cái gì vậy? Anh bất lực rồi. Bất lực rồi hả? Mưa gió lớn quá. Ê, ở đây cẩn thận. Ê, nè. Trời ơi. Ê, nè. Thiên hậu ơi. Thiên hậu ơi. Thiên hậu ơi. Thiên hậu ơi. Sao Thiên hậu? Thiên hậu làm phép gì đi. Không được, ta chỉ có thể dùng sức giúp người thôi, chứ không thể cải thiên ý được. Trời ơi, bây giờ sao? Bây giờ sao? Chết rồi. Trời ơi. Trời ơi, hết chuyện rồi, thời tiết bình thường không chịu đẻ. Bây giờ tự nhiên trời bão gì đẻ. Trời ơi. Mày ráng mày díu díu lại được không? Chồng em đâu rồi? Chồng mày thằng còi tao biết nó đâu đâu. Bây giờ nhà còn có mình tao và hai đứa con mày nữa. Mày ráng đi đâu biết đâu. Mày gần đây có bà mụ nè. Tao chèo tới đó rồi nhờ người ta. Dạ bà mụ ngày hôm qua bị cuốn trôi lên này rồi. Trời ơi, bây giờ biết sao thì chạy vòng vòng á. Cứu người đi. Con ơi, ôm cậu lại, cứu đi. Kéo lên, ai đây, cứu lên con. Đây, lấy lên con. Nắm gì, nắm gì vô. Kéo. Bỏ nó đây nè. Lên, lên đi con. Lên. Lên đi con. Lên đây, lên đây. Sao con? Thở được không? Chị thở được không? Rồi, sao không? Rồi, vậy đủ rồi. Ôi chú ơi, con hả? Mẹ con nha. Mẹ con hả? Ủa, mẹ con mẹ, đâu? Mẹ con đâu? Mẹ em ơi. Mẹ. Ê, anh ơi. Mẹ ơi. Đừng qua. Đừng qua con. Mẹ em. Đừng. Nguy hiểm lắm anh ơi. Em ơi. Thôi mà anh ơi. Không nha. Nguy hiểm lắm. Ai nó có bầu ra. Em ơi.
em ơi! Đừng mà anh ơi, nguy hiểm lắm mà anh. Em ơi, em ơi, ôi mà anh, em ở đâu rồi? Anh ơi, em ơi, em ở đâu? Em ở đâu rồi? Trời ơi, em tôi nó còn khoảng hai người đó. Thiên Hậu, Thiên Hậu, cứu đi Thiên Hậu. Thiên Hậu, cứu người đi Thiên Hậu. Cứu ra đây. Anh ơi, ta xin lỗi. Ta xin lỗi anh. Ta xin lỗi các con. Mưa bão cấp liệt như thế này, tiên Phật gì cũng không có thể nào mà cứu được hết. Mẹ ơi. Cứu đi, cứu đi. Hay quá, còn lành. Hô hấp nhân tạo. Một mạng hai bạn. Còn sống. Cảm ơn anh trai nhiều lắm. Anh đây. Không sao. Ủa, gia đình hả? Út, con Út em tôi. Hai đứa con nó. Trời ơi, ơi, tôi đang bơi, tôi cứu hộ. Tôi thấy bà lặn ngụp, tôi nhảy xuống tôi cũng lặn ngụp với bà. Cảm ơn anh. Mày không sao rồi? Hay quá, mừng quá. Cứu được rồi. Cho tôi ôm anh cái. Anh can đảm quá. Cảm ơn. Nghẹt thở. Trời. Ông gì vậy? Trời. Cái gì mà mọi người? Cái gì nữa vậy? Cái gì mà cứ la trời hoài vậy? Dạ chào Thiên Hậu. Tao sao? Trời ơi, ông ở đâu đây vậy? Ông ở đây vậy? Ông đi cả gia đình ông đi kiếm ông không? Ông làm cái gì ở đây? Dạ Thiên Hậu biết không? Thần thấy dân chúng ở đây ta lầm than, bị lũ lụt, thần ra tay cứu giúp. Thần trụ lại đây. Đi theo ổng đi. Sao ông đi? Không, thần phải ở lại đây giúp nhiều người lắm Thiên Hậu ơi. À vậy thôi, chút nữa ta gặp nhau ở bệnh viện đi. Còn bây giờ thôi, mình ở lại đây đi, mình phụ giúp Táo Xanh để cứu giúp mọi người. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng, cảm ơn Thiên Hậu. Vậy giờ mình đi chung. Thiên Hậu, leo lên đi Thiên Hậu. Cẩn thận nha. Cẩn thận mọi người, cẩn thận. Hai người kia nhanh nhẹn giùm em à. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì mọi người biết không? Để phát cơm. Sao phát cơm mà làm gì quay người ta dữ vậy? Thì đó. Đói quá. Wow. Đói. Đứa bé này nhìn chắc là đói khổ lắm. Cho con bịch bánh nè. Con ăn đi. Khoan, từ từ. Con ăn đi. Lấy làm gì vậy? Dạ ông cảm ơn chú. Chú ơi, chú nhìn kỹ đi chú, đường hẻm nhiều lắm chú. Dạ
con có thể sanh ra chú hả chú? À, dạ. Vậy ủa sao kỳ vậy? Sao mặc gì mà giàu háp vậy? Thì lo live stream không hà, không có lo nhìn kỹ người ta. Trời ơi, cài áp không mặc cho đây lắng o, mặc nhìn hoài hú hồn vậy. Mọi người dạt qua một bên giùm đi ạ. Cái gì vậy, cái gì vậy? Nằm xuống luôn, nằm xuống luôn. Làm ơn đi, cho tôi đi. Vô zoom nè, zoom cần nè. Nước mắt rớt. Ôi anh ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Người ta bệnh, người ta đói mà. Anh ơi, người ta bệnh rồi. Người ta đâu có cần, đâu có cần nắng xương, nắng khớp đâu, làm cái gì vậy trời? Thôi đừng đỡ, đừng đỡ. 12.000 view mới ăn cơm à. Đúng rồi, 9.000 à. Mọi người lên 2.000 nữa một hộp cơm à. Lên 2.000. Tôi đói quá. Đói quá. Thả vô, thả vô. Nè, nè, nè. Đủ, đủ view chưa, đủ chưa? Đủ view rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ ăn đi chú, ăn đi. Đúng rồi, 15.000 view. Hay quá chú ơi. Wow, hay quá trời đất. Cái ông này nè. Đây. Cái ông này vậy, vậy, nãy giờ ông bắt cái ông này đúng làm đủ trò hết trơn để cho mọi người thả tim nè, mọi người câu view, câu like, mọi người vô coi nè. Nhưng mà cái chú này vậy là tốt rồi, chú này chú giúp đỡ tôi vậy là tôi no bụng được chú rồi. Chú phải đứng thôi, lên đấu tranh lên thôi. Đúng thôi rồi, được chú. Rồi không không được rồi, tôi no bụng rồi, tôi kêu con tôi ra, cháu tôi ra, còn trong xóm còn nhiều lắm, tôi kêu nó ra. Chú ơi, chú ơi, con đói bụng quá, mày ba mày bốn nhà anh lai con chưa ăn gì cả. Cái này là đối cổ dữ lắm, gò má hóc lên nè, nhe răng lên con nghe nè. Thấy không quý vị, ngay cái kẻ răng không có miếng thịt nào hết. Nói là coi bè sườn con nè. Trời ơi, quá trời bè sườn quý vị ơi, không có một miếng thịt nào hết, ghê dạ. Thiệt. Con đói lắm, cho con xin miếng. Mày xí xí em cho tôi hỏi, bạn này có bà con dòng họ gì với ông nãy không sao có, giống vậy? Có, đó là con tôi á. Ủa hả? Con ơi, sao mày ra mày quên đem chai dầu theo vậy? Dạ à, sức dầu mới khóc được con. Khóc đi. Tao sức thiệt không đó. Khóc. Trời ơi. Khóc đi con. Mày khóc. Khóc đi nè, con. Trả tóc giả lại cho nè. Đó. Trời ơi. Hồi nãy là ông già. Hồi nãy là ông già. Bây giờ là con nít. À, dễ sợ. Đóng vậy là mấy người này luôn. Bắt nó lại. Ê nè. Nãy giờ tao diễn đủ vai. Chai già kia nãy giờ chai dầu cay mắt chết luôn nha. Bây giờ tắt cái livestream rồi nè. Ê, hai bánh bèo này muốn gì? Cái gì nè hả? Ê, chỗ người ta làm gì kệ người ta. Nãy giờ người ta cũng phát cơm đàng hoàng mà 4-5 người ra người ta lấy thiệt đó. Tôi chỉ làm cho khổ thêm để câu view thôi mà làm dữ vậy. Ừ. Sao? Để lộ mặt ra là đúng không? Đúng rồi. Lợi dụng cái chuyện từ thiện ha, để quyên tiền người ta ha, để người ta gửi tiền vô cái tài khoản của tụi bay ha. À, nãy nãy em chét tôi vẫn còn cay cái vụ nãy nha, vẫn còn cay bây giờ luôn nè. Trời ơi, là bây giờ tụi bay sao? Muốn vậy hả? Ngon không? Ê, ê, nè. Mày giỡn mặt. Giỡn mặt hả? Nực cười. Châu chấu đá xe. Tương rằng châu đổ, ai dè xe nghiêng. Vậy vũ khí rồi, bây giờ sao? Kính thưa quý vị các bạn, buổi đánh gôn sau lũ xin phép được bắt đầu. Tao thích nhất là cái cú này nè. Hay nè. Nhào vô. Chết. Trời ơi. Được chưa? Sợ chưa? Thiên hậu, Thiên hậu ơi, tha cho nó đi Thiên hậu ơi. Ủa, sao ngươi biết đây là Thiên hậu? Làm sao mà không biết, thần là thổ địa nè. Dạ, thần là thổ địa, thần là nó gian ác lắm, chuyên dàn cảnh mà câu view, cho nên thần đã quá thân thành bạn của nó để giặt mặt nó đó. Thiên hậu ơi, Thiên hậu cứ làm vậy hoài nó chết đó. Thiên hậu ơi, cứu nó đi Thiên hậu. À, cứu tôi với. Dạ đúng rồi. Đừng mà, sao tôi chứ tôi đập đầu tôi hoài vậy? Đừng Thiên mà. Hậu. Được tôi hối lỗi rồi mà. Ngươi đã biết lỗi của ngươi chưa? Biết lỗi rồi, biết lỗi rồi. Thần thánh phương nào dạ biết lỗi rồi, biết lỗi. Nếu mà biết ăn năn hối lỗi thì ngươi sẽ lấy tất cả những cái số tiền mà ngươi đã ăn giận của những người mà người ta đóng góp phát lại cho tất cả người dân. Dạ, dạ. Chừng nào mà làm hết được những cái việc thiện đó, nếu không thì hậu quả là xin sẽ nhận như y như vậy luôn. Dạ, trả liền, trả hết liền. Trời ơi, gặp ma rồi.
trời ơi, thì ra là thổ địa. Vâng chứ ai. Thôi bây giờ tất cả chúng ta đến bệnh viện để cùng nhau hội ngộ với Thiên Lôi đi. Dạ. Khắc Khanh à, sao ta thấy giống như là mỗi một chỗ mình đi qua đều có bóng dáng của Thiên Hậu vậy? Mấy anh ơi. Gì vậy? Cho tôi hỏi, phải chiếc xe ngoài kia là phải của mấy anh không? Dạ à, phải chú. Dạ, xe của tôi á, có gì không anh? Mấy anh cho chở giùm tôi tới bệnh viện được không? Vợ tôi đang nguy kịch, vợ tôi đang... Khoan. Sao ông nói sao? Dạ. Gọi ông tới bệnh viện làm gì? Dạ. Khám bệnh hả? Dạ không, dạ vợ tôi á, vợ tôi sắp sanh. Sắp sanh mà nói nguy kịch, sắp sanh là cái chuyện mừng. Dạ, vui. Dạ, dạ biết rồi, nhưng mà chuyện mừng chuyện vui, nhưng mà bây giờ không có tôi ở đó, chỉ có một mình vợ tôi, nó nguy hiểm lắm. Với lại trời này mưa gió. Lát tụi tôi đi hướng này ngược đường rồi. Muốn ủa? Giúp lắm mà ngược đường. Tại sao mấy anh không đi hướng kia? Trời đất ơi, không có nhu cầu. Đâu có đẻ. Nhưng vợ tôi đẻ mà. Trời ơi, thì đâu có liên quan gì tụi tôi. Dạ, nhưng mà bây giờ tôi nhờ mấy anh chở giùm tôi ra bệnh viện đi rồi. Dạ. Hay là giờ vậy đi. À, tụi tôi cho anh số tiền nha. Cho tiền anh rồi anh kiếm xe khác đi được không? Dạ, cảm ơn anh. Dạ, tôi không cần nhận tiền của mấy anh đâu. Tôi chỉ cần nhờ mấy anh có xe chở giùm tôi đi bệnh viện thôi. Tại vì thật sự là tôi bây giờ tôi có lấy tiền, tôi không có làm gì được. Bây giờ không có cái phương tiện, không có một chiếc xe nào hết. Tôi lội bộ mấy chục cây số ra được tới đây. Cái gì? Khoan, là anh đi nãy giờ mấy chục cây số hả? Dạ, tôi đi từ sáng tới giờ. Thôi tôi không tin à. Đi dạ. Sao mà mấy chục cây số được mà đi bộ mấy chục dạ cây số. Tại vì đó anh nhìn thấy đi, bây giờ con đường gì vậy, nhà cửa đổ nát như vậy, làm sao mà có chiếc xe nào vô đây. Cũng may là có được mấy chiếc xe của mấy anh. Nếu mà anh không tin thì mấy anh cứ đi, con đường không có đi được. Nhưng mà giờ nè, tại vì tụi tôi không có đi cùng hướng với cái chỗ bệnh viện vợ anh, cho nên là bây giờ tụi tôi muốn cho anh một số tiền, rồi anh đi anh coi có cái xe nào thì anh bắt xe anh đi cho kịp. Dạ, chứ không là lỡ vợ hết đó. Dạ thôi được rồi, dạ tôi cảm ơn. Không. Ủa? Có xe nào. Đây. Trời ơi, đất cát tụt lâm hết trơn rồi nè. Y. Đúng rồi. Cái chân ông yếu lắm. Cái chân ông rung lay bẫy rồi kìa. Rồi. Bây giờ tao quyết định. Quyết định sao anh Hoàng? Mình sẽ quay đầu xe. Phải bệnh viện này không? Tới rồi. Dạ. Đúng rồi. Đúng là bắt ra. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn mọi người. Anh ơi. Gì đâu. Người trần gian có câu làm ơn há dễ trong người trả ơn. Ủa anh nói người trần gian là sao? À, cái câu thơ trong Lục Dương Tiên đó mà. Anh ơi chúc cho vợ của anh là mẹ tròn con vuông nha. Ừ. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn nha, mọi người. Đi vô nhanh đi. Ê quên, mình vô bệnh viện mình không đeo khẩu trang gì chứ. Trời ơi. Nhưng mà bởi vì mình đã làm phép cho tụi mình và tất cả những cái người trong bệnh viện là cái khẩu trang nó trở nên trong suốt để mình còn nhận ra, để mình còn tìm thấy nhau chứ. Mời anh ngồi. Ông anh. Dạ. Ông làm gì vậy? Tiệm gì vậy? Dạ tôi đi lên vợ tôi đẻ. À, muốn đi thang máy hả? Dạ, mất ô thang máy. Để bấm cái nút thang máy mở ra nhào vô thôi. Đây hả? Bấm đi, đó, bấm đi. Anh bấm giùm tôi. Tôi bấm không tới. Trời, tội nghiệp ghê, thương tâm lắm. Dạ. Tôi đã lùng rồi. Ông giờ ông lên chức đó. Ông lại vô đi. Đó vậy thôi đó. Ôi dạ. Anh dạ cảm ơn. Rồi vô đi. Trời tội nghiệp. Ủa mừng quá, có người lùn hơn tôi. Trời ơi, trời đất ơi. Sao sao. Quá chào Ngọc Hoàng kìa. Dạ. Chào Ngọc Hoàng. Dạ tại em thấy gia đình em mừng quá. Em lâu quá rồi. Không có gặp nhà người đó. Sao đó? Hơi yếu à? Vậy? Hơi yếu. Đi một chút xíu yếu quá vậy. Nhìn các người hai lần rồi đó. Lần nào cũng làm ta sống sang tim nhớ bà xã.
Ngọc Hoàng. Anh nghe, Thiên Hậu đâu? Ngọc Hoàng. Thiên Hậu đâu? Cái gì mà không lóc? Ngọc Hoàng. Nè, Đào Tẩu. Thiên Hậu đâu? Thiên Hậu đâu? Thiên Hậu đẻ chồng rồi. Cái gì? Mới đẻ, mới đẻ vui lắm. À, không phải. Mẹ bé mới đẻ. Kìa vậy? Mẹ bé người ta mới đẻ đi Thiên Hậu. Thiên Hậu. Ta miễn lễ, ta miễn lễ. Ngọc Hoàng. Thiên Hậu. Vất vả cho hậu quá. Tiếp không có sao. Nè, dễ thương không? Ngọc Hoàng thấy dễ thương không? Hả? Con ai vậy? Dạ, dạ đây. Dạ, 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 dạ tôi nè. Ấm bé, ấm bé. Cảm ơn con, cảm ơn chú. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dạ. À, hồi nãy là mấy người này cho chồng có gian xe đi ra đây như vậy đó. Dạ, cảm ơn cô chú nhiều lắm. Dạ. À, cô ơi. À. Sẵn đây cô đặt tên cho con tôi luôn đi. Dạ dạ đúng tên rồi. Hả? Dạ. Tên gì giờ ta? Không ấy đặt tên là Thiên Lôi đi. Mấy tên pha kè đi. Thôi. Kè, tên kè dễ thương hả? Thôi ta đặt cho bé tên là Thiên Ân có được không? Thiên Ân. Thiên Ân. Thiên Ân. À, Thiên là trời, Ân là ân nhân. À, ông trời vợ chồng mình là ân nhân của ông trời với bà trời á. Không. Ông trời bà trời là ân nhân của vợ chồng mình á. Dạ dạ cảm ơn ông trời. Tạ ơn trời Phật. Dạ cảm ơn, tạ ơn trời Phật. Không sao đâu. À, thôi anh đưa chị với lại mấy bé vô trong nghỉ ngơi, chị cũng mới sanh xong cũng còn mệt lắm đó. Dạ nha. Dạ dạ, dạ cảm ơn cô chú, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dạ vô đi chị, ở đây gió lớn lắm. Ngọc Hoàng, thấy tình cảnh của họ đáng thương không? Quá đáng thương. Hay là Tiếp nghĩ rằng Ngọc Hoàng nên làm một cái điều gì đó để mà giúp cho gia đình họ cũng như là những người khó khăn ở đây đi. Các Khanh à. Dạ dạ dạ, dạ dạ dạ. Ta vừa nghĩ ra một chuyện này. Sao ta vậy? Ta cũng muốn tham khảo ý kiến của các Khanh ra sao. Dạ. Hay là mình tổ chức một đêm ca nhạc gây quỹ từ thiện. Được đó. Gia đình em xin đăng ký một tiết mục. Dạ. Dạ, có sẵn một tiết mục luôn. Tập dần từ năm ngoái tới năm nay chưa bao giờ biểu diễn ở đâu hết. Ngồi coi, xong, ngồi trải coi. Chương trình đi, trải chương trình đi. Rồi, chuẩn bị nha. 2, 3. Và thế là Tết đã đến dù vài miền tiếng pháo Tết. Nhìn mày vẫn chiều nay chiều qua thêm. Bà con rộn ra đón Tết, trẻ con rộn ra áo Tết. Cầu mong một năm mới hay. Hay. Ngoài ông táo xanh là hey, thì vui ghê. Nó nghe sao mấy cái động tác này tôi thấy không có hợp với mấy cái mặt này. Nghe tôi chưa? Nhưng mà tôi diễn thì tôi quá trang trẻ con được mà. Vậy hả? Nếu mà nói về hát thì không ai bằng pha ke cả. Pha ke, lên đi em. Ô vui quá xa là vui. Nhà trai bên gái ai đấy cũng cười thật tươi. Dạ, xin phép Ngọc Hoàng Thiên Hậu. Hằng Nga pha ke sẽ về trời trước ạ. À. Vậy bây giờ còn ai tham gia nữa không? Dạ, dạ, dạ có. Dạ, thần là Thiên Lôi, xung phong làm MC. MC rồi đó. À. Trên thiên đình cầm búa quen rồi, xuống đây cầm micro chắc cũng đỡ bỡ ngỡ. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Thử mít, thử mít. Ê, khoan, đợi chút, đợi chút. Gì vậy? Alo, check, 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 1, 2, 3, check, check. Ok rồi đó. Trời đất ơi, thay cái bao đầu micro mới đi. Đúng người này kia nói tùm lum hết trơn à. Alo, 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 trời, âm thanh ngon nha. Và bây giờ sẽ là một tiết mục đến từ Năm Tàu Bắt Đầu. Năm Tàu Bắt Đầu sẽ mở màn một tiết mục vô cùng vui. Vỗ tay đi nào. Ủa, tụi tôi đâu đăng ký đâu. Tụi tôi đâu có tài năng gì đâu. Ai cũng phải làm hết trơn á. Góp vui hả? Góp vui. Tôi góp mọi người nhớ vui nha. Rồi, không trước đi. Tôi trước hả? Dạ. Phải liên quan tới Tết nha trời. Rồi, 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 ra đề Tết phải không? Ừ, vui nha. Tết. Wow. Hey. Lên, anh ơi. Hey. Anh ơi. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay ban văn nghệ Thiên Đình của chúng tôi tổ chức ra một buổi văn nghệ gây quỹ với tên gọi Miền Trung Triệu Con Tim Hướng Về. Và mọi đóng góp quý vị có thể gửi vào tài khoản Tân Sửu 2021. Và bây giờ, để mở màn cho chương trình ngày hôm nay sẽ là một giọng ca lão làng mà khi nghe xong chỉ biết vội vàng vỗ tay. Một tràng pháo tay để chào đón nam ca sĩ Ngọc Quang. Anh Quang, chị Hậu, chị Hậu, chị Hậu, chị Hậu. Thưa anh Quang, chị Hậu ơi, theo thông tin thần vừa nghe được thì tài khoản của chúng ta bây giờ đã đón nhận được trên 1 tỷ đồng rồi. Trời ơi, wow. Trời ơi.
Mừng quá. Mới hát có một bài thôi mà mấy tỷ rồi. Cái này nguyên live show ta nói cứu bao nhiêu người. Miền Trung mình được giúp nhiều lắm Ngọc Hoàng ơi. Ta hy vọng như vậy. Và được sự đồng nhất của tất cả mọi người, chúng tôi đã quyết định trích ra một phần tiền để mua một chiếc xe gắn máy để trao tặng cho anh Nguyễn Văn Dũng và chị Trần Thị Trang. Bây giờ xin mời gia đình anh chị lên đây ạ. À. Chúc mừng anh chị nghe. Khóc nữa trời khóc, ơi, khóc, đừng có khóc thôi, đừng khóc. Đừng có khóc mà. Xin mời hai người mẫu của chúng tôi lên đây trao phần thưởng ạ. À. Xin mời BB của chúng tôi. Vỗ tay. Dạ xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tụi tôi hứa với cái xe này á, tụi tôi sẽ cố gắng làm ăn chăm sóc của anh người. Thôi chị không sao hết. Không. Rồi, với cái phần quà này thì hy vọng anh chị lúc nào cũng giữ được sức khỏe đó, để mình có thể cải thiện được cuộc sống sau bão lũ nha. Dạ, gia đình mình ráng lên nha. Dạ. Rồi vô nghỉ dạ. Đi. Bà con vô nghỉ đi. Rồi thưa quý vị, nụ cười vừa rồi đã khép lại chương trình Văn nghệ gây quỹ từ thiện Miền Trung chịu con tim hướng về của chúng tôi. Giữ sức khỏe nha, các con học giỏi nha. Ta thấy trong ta lúc này đông đầy hạnh phúc. Các anh thế nào? Dạ, dạ đúng vậy dạ. Y vậy à. Y chang như vậy dạ. Dạ như trên. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau về thiên đường. Bây giờ mời ba táo vào chầu cho truyền nhà táo. Nhà táo tới đây. Gia đình nhà táo xin bái kiến Ngọc Hoàng và Thiên Hậu. Bình thân tạ ơn Ngọc Hoàng. Gia đình nhà táo có khỏe không? Dạ, dạ khỏe. Và bây giờ gia đình nhà táo hãy báo cáo cho mọi người được rõ cho một năm vừa qua. Tuân lệnh. Táo tôi xin báo cáo trình tâu câu chuyện trần gian. Một năm canh tí tai nạn, thế giới tiếng khóc ngập tràn. Đầu năm bùng dịch Covid, khắp nơi người dân phải cách ly. Rồi sao nữa? Đóng cửa nơi biên giới, theo dõi người về từ muôn nơi. Miền Tây hạn mặn tơi bời, cây khô ca chết quá trời. Người dân nghẹn ngào nước mắt rơi, chỉ biết kêu hai tiếng trời ơi. Rồi sao nữa ông Táo? Tuyên dương tất cả chiến binh thầm lặng chung tay. Tuyên dương những thiên thần áo trắng ngày đêm miệt mài. Và tuyên dương lực lượng tuyến đầu vì người dân xã thân không màn gian khó nguy hiểm đồng lòng hoan hô. Cô gì đáng ghét hỗn tràn nước cửa giá lên. Tiểu thương phải trả mặt bằng công ty lao đao quá trời. Dân lao động liêu xiêu, giảm lương giảm khẩu điện tăng, khổ lắm. Rồi sao nữa bà Táo? Ngành du lịch giải trí, mỗi năm tổ quả nhập ma. Mong Ngọc Hoàng thương tình, xét soi thương cho dân mình. Cùng nhau vượt khó khăn, Ngọc Hoàng Thiên Hậu anh minh. Ngọc Hoàng Thiên Hậu anh minh.
là còn nhiều lắm thưa thiên hậu. Dạ. Trung thần xin được phép tiếp tục báo cáo. Nói đi đông đỏ. Nói đi. Dù có buồn thì vẫn phải lo. Trời, cái gì vậy? Ông vậy? Ông làm gì mà ông làm gì? Ông thấy một năm chưa đủ buồn đủ rầu hay ông trù vậy? Ừ. Phải, tại vì mình báo cáo những cái chuyện không vui này thì mình cũng phải đọc cái giọng cho nó mùi một chút chứ. Trời thì ơi. Ông phải nói làm sao cho người ta thấy là tai qua nạn khỏi, đón một cái năm mới bình an. Ông đọc như vậy là trù nguyên một năm. Tức là bây giờ mình phải tươi lên chút xíu. Ui, coi như vui quá rồi. Dạ, xin lỗi à, xin lỗi nè, nè, nhưng mà đừng có sớm quá nha, rồi vô duyên lắm á. À, dạ. Ừ, vừa thôi. Dạ, chúng thần xin được phép báo cáo lại à. Dạ. Dù có buồn thì vẫn phải lo, chấp hành nghiêm quy định giãn cách, không tập trung đông người mà nguy hiểm, quyết stay home làm việc tại nhà, thương sinh viên người lao động nghèo, các chủ trọ đồng loạt mà giảm giá, ATM gạo âm lòng mà lan tỏa, một bên thì đôi bằng một đôi khi no. Dạ, học online có khó gì đâu, thầy cô áp dụng phương pháp mới, nghệ sĩ Việt cùng nhau đoàn kết, cùng đồng tâm điều khó vươn lên, tình tương thân tương ái tìm nhau, cùng nhắc nhở nêu cao ý thức, cùng chiến đấu đẩy lùi Covid, mong bình yên sẽ trở lại nhanh. Dạ, tới thần báo cáo tiếp à. Cả nước âu lo khúc ruột miền Trung, khi lũ lụt thiên tai sạt lở đất, khi những người dân cuốn theo dòng nước xiết, khi đất đá vùi chôn lấp những nếp nhà, cả nước mở lòng gửi những yêu thương, những chiếc lá lành chăm chút cho lá rách, những bàn tay nắm lấy bàn tay siết chặt, giông bão sẽ tan an lành khắp muôn nơi. Dạ xin hết ạ. Cảm ơn bà Táo. Trong thời gian vừa qua, các Táo mất tích đã đích thân di hành xuống trần gian giải cứu và đã chứng kiến được tất cả những gian truân của nhân gian. Và phải nói rằng là năm 2020 là một năm vô cùng kinh hoàng đối với thế giới loài người bởi dịch bệnh và thiên tai. Dạ thần mà biết cái con Covid chúa nó nằm ở đâu, thần quyết tâm bắt cho bằng được, bỏ nó vô cái nồi hầm 7-7-4-9 ngày hôn tiêu phách tán. Đúng rồi đó. Ôi thần ghét cái con nó vậy. Nghĩ lại à, tức cái năm 2020 vừa qua, cái con tí đó đó, cái con chuột quỷ yêu đó đó, nó đâu có dám lên đây chầu trời đâu. Nguyên một năm qua nó quậy quá mà, nguyên một năm vừa rồi coi như là một cái năm su cà na. Dạ, dám dịch với Ngọc Hoàng su cà na là xui đó à. Trời ơi, mà ông làm gì ông lên giọng dữ dội quá vậy? Giận quá mà. Bình tĩnh lại, mình phải lạc quan, yêu đời lên để tiếp tục sống. Tao xanh. Dạ. Nhà ngươi nói rất là ok là. Ok là. Ok luôn. Quan trọng nhất vẫn là đồng lòng chống dịch và hạn chế lây lan rộng. Hơn một năm qua, cả thế giới đã điêu đứng vì con Covid này quá rồi. Đặc biệt là Việt Nam đã làm tốt công tác ngăn chặn và phòng chống dịch. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, khởi bẩm Thiên Hậu, vừa qua thần cùng kết hợp với lại Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường để cùng cho ra mắt một chiến dịch phòng chống dịch, đó là GenCovid và vũ điệu rửa tay. Sau đó thì vũ điệu cùng với chiến dịch đã được lan tỏa hơn không những ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Hay quá. Đúng vậy. Riêng Nam Tàu chỉ mong sao vaccine thử nghiệm thành công, lo sợ chấm dứt, trong lòng yên vui. Hay quá. Ai cũng mong như vậy hết. Kìa Hậu, sao nàng lại ưu sầu như vậy? Tại vì thân thiếp nghe qua báo cáo của các Táo, cảm thấy rất là xúc động và đau lòng, muốn rớt nước mắt luôn á, Ngọc Hoàng. Ai? Ai vậy? Ai làm cho Thiên Hậu khóc nữa? Ủa ai? Ai vậy? Ai hả? Thiên Hậu và các vị chư tiên. Dễ thương quá trời quá đất. Lại đây với ta. Chào Ngu. Kim Ngu. Lại đây với ta. Thiên Hậu. Thiên Hậu đừng có khóc nữa. Kim Ngu không muốn thấy Thiên Hậu khóc đâu. Nè, các Khanh có biết không, vì năm nay là năm Tân Sửu cho nên mới có mặt bé Kim Ngu ở đây nè. Con,
Không phải ta khóc vì buồn thôi đâu, nhưng mà ta khóc vì xúc động nữa. Dân gian ta có câu là con trâu là đầu cơ nghiệp. Và ta hy vọng năm nay, năm Tân Sửu 2021, thì Kim Ngưu sẽ giúp cho người dân khắc phục được những cái hậu quả về cuộc sống kinh tế, cũng như là cuộc sống đã gặp rất là nhiều thiên tai, dịch bệnh ở trần gian nha con. Dạ, con đã nhớ rồi. Ừ, giỏi quá. Kim Ngưu, con phải nhớ những tôn chỉ khi sắp sửa lãnh nhiệm vụ mới: ý thức, trách nhiệm, nhân văn, công bằng và cầu tiến. Dạ, con đã nhớ rồi. Ý thức, trách nhiệm, nhân văn, công bằng và cầu tiến. Giỏi quá. Giỏi quá, Kim Ngưu. Kim Ngưu nè, nhớ để mà làm, chứ không phải nhớ để rồi quên nha con. Dạ. Thổ Địa. Trời ơi, ông Địa. Thôi thôi, Ngọc Hoàng đừng có nói gì tới Thổ Địa, mắc cỡ lắm Ngọc Hoàng. Người quá khiêm tốn. Trong chuyến đi vừa rồi, người đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, tận tâm tận lực để cho ta thấy được tất cả mọi sự của nhân gian. Người thật là đáng khen. Dạ Ngọc Hoàng ơi, thần chỉ là một tiểu tiên thôi, đâu có năm nào được mời lên thiên đình đâu. Ở dưới toàn coi tivi rồi thấy mọi người chầu vui quá trời. Ước gì một lần có thể lên đây để mà chầu Ngọc Hoàng. Ai dè đâu, năm nay được Ngọc Hoàng mời lên, ta nói cái bụng nó vui mà nó bự thè lè nó luôn nè. Quá trời vui luôn Ngọc Hoàng à. Dạ, sẵn ngày hôm nay lần đầu tiên lên thiên đình, Thổ Địa có một món quà muốn gửi đến Ngọc Hoàng Thiên Hậu cũng như là toàn bộ chư tiên. Hồ Biên là gì? Đó chính là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe được mang tên Sâm Ngọc Linh Quantum K5. Wow. Hàng ngày 66 bà chị, 77 bà cô, 88 bà dì và các Thổ Địa con, họ nâng như trứng, họ hứng như hoa, họ ôm vào lòng, hỗ trợ bà con cũng như tất cả mọi người tăng cường sức khỏe. Sâm Ngọc Linh Quantum K5. Trong không khí này, ta tổng kết lại buổi chào ngày hôm nay, có hai điều ta muốn nói. Thứ nhất, ta có lời khen ngợi cho bà báo cáo rất đầy đủ và chi tiết của gia đình nhà Táo. Dạ. Dạ. Những hành động thiết thực của họ đã khiến ta cảm động vô cùng, đã chăm lo tới người dân. Điều thứ hai, các chư tiên không chỉ hô hào các khẩu hiệu mà còn trực tiếp giúp người dân phòng chống dịch bệnh, thật là đáng khen, đáng khen. Hay quá, hay quá. Xin gửi đến muôn dân lời chúc cơm no áo ấm, mùa sắm nhiều vàng, nhà nhà bình an, ngập tràn hạnh phúc. Dạ, Nam Tàu bắt đầu và Thiên Lôi chúc cho Tân Sửu xuân sang, nhà nhà hạnh phúc an khang phát tài. Dạ, thằng Nga, thằng Nga phát kè, tiên nữ Luna xin kính chúc mọi nhà đông đầy hạnh phúc, gói trọn bình an, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Thổ Địa, Vũ Sư, Kim Ngưu xin chúc tất cả bà con phát lộc phát tài, đầy đủ tiền xài, thêm dài mẫu đất, vàng cất tay luôn.